Thì cái này tôi có đi khai thị, khai thị rất tốt, khai thị tôi có một lần nữa tôi đã đi rồi. Thì còn thêm thì thôi, chứ còn mà thì tôi thấy dẫn chân rồi, còn như chưa thì là gia đình nghe thoát để rồi cũng thì có tất cả các Phật A Di Đà. Hôm nay chúng ta cũng lại bắt đầu là chương 66. Thì hôm trước là chúng ta làm cái câu số bảng. Thì nếu anh còn trả thêm thì có thể trả. Còn hôm nay là câu số 8. Thì chúng ta nên nhớ cái bài chương 66 cũng như tất cả các pháp của Đạo Phật. Thì có 4 đường ác, 4 đường thiện, 4 chữ thánh và 3 bậc tâm tôn. Thì 15 mạng chúng sanh vậy thôi, 4 đường ác thì phải chỉnh khổ, rồi chuyển nghiệp, tập trung kỹ, mạnh, lâu và sâu, thì có thể thay đổi nghiệp. Thì cái đó là của người trời thôi, người Đức Phật chấp nhận. Có người còn đầu hàng nghiệp, đó. Đầu hàng nghiệp là quá tệ. Chuyển nghiệp tức là mình phải sợ giới và tu pháp môn đối trị đè nén, tập trung vào một cái đường một hồi đó. Cũng như là sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, chứ không, đó là chuyển nghiệp thôi, tức là bỏ cái chuyện sắc, chuyện cây, chuyển qua chuyện vàng, chưa phải là đạo Phật, đó là có trước Đức Phật rồi, trong trước Thủy Sư Đạt Ta. Thì sau này đó tới vô niệm, cái đó cũng là nhất niệm đó, tập trung phải có nhất niệm, thì phải giữ giới cho kỹ, và phải pháp môn đề án đối trị, nghĩa là lưu dục, sanh hỷ lạc, đó là sơ thiền, nhị thiền là hạnh sanh hỷ lạc, tam thiền là lưu hữu dự lạc, tứ thiền là xả niệm thanh tịnh, thành đó hướng về tứ không, thì cái đó là hết tứ không thì không vô biên, tức là thấy được cái mặt ma, rồi thức thứ sáu mới tạo ra mặt ma giả, rồi thức vô biên là thấy được ra lại ra, tức là tới đây mới vô lượng vô biên đấy, nhưng mà còn vắng lặng chuyển biến, chân giận hòa hợp, thì thức thứ sáu mới tạo cái a lại gia giả. Thức là ai là gia thức, là thức thứ tám đấy. Còn nó chiếu lên nữa, nó thấy được cái chân tịch tịnh, nhất bàn tịch tịnh của A-la-hán. Rồi vì lỗi là so động cho nên mất tạo cái nhất bàn tịch tịnh giả. Thì kêu là vô sự hữu xứ. Rồi nó tu lâu, chỉ tập trung chỉnh mạnh lâu sau, nó thấy được cái nhất bàn của Sư Như Lai. Tức là pháp thân thường trụ của Sư Như Lai. Thì nó tạo cái pháp thân thường trụ giả nữa, thì tới đây là cao siêu nhất rồi. Thành ra trong kinh đó Đức Phật thường giảng cái cõi phi tưởng, phi phi tưởng là một cõi mơ màng, nó cao quá. Do đó là bốn cái tứ không này ít có ai độ nổi lắm, chỉ có Chư Như Lai Bồ Tát lớn mới có thể độ qua đạo Phật thôi. Nhưng nó giống như là Niết Bàn Phật, cho nên cả từ địa ngục cho tới 15 hạng chúng sanh này, cho tới quả khởi trời phi phi tưởng, thì thuộc về ngũ âm ma, chúng ta phải nắm cho rành. Thì địa ngục ngạ quỷ súc sanh Atula là chúng ngũ bên ngoài, tức là những cái vật chất bên ngoài đem lại cho cái cảm giác sắc thân, thì nó có địa ngục ngạ quỷ súc sanh Atula. Thì ngạ quỷ là có cảm giác rồi, nhưng cảm thọ nó đem về sắc thân thôi. Còn xuất sanh là có tư tưởng, nhưng cũng tư tưởng đem về cho xuất cho sắc thân thôi. Thành ra kêu là sắc ngữ, chưa có thọ, chưa có tưởng. Thì họ tưởng là có rồi đó, nhưng cái này không không kêu là thọ vững, không kêu là tưởng vững được. Thì cái đó kêu là chiếm hữu bên ngoài. Thành ra con người cũng vậy á, có người sống như là ngã quỷ xuất sanh Atula thôi. Tức là duyên về bên ngoài, duyên cà phê, duyên thuốc lá, duyên rượu, duyên cờ bạc, duyên người khác phái. Thì đem vô sắc thân thôi, cha mẹ vợ con được phụng sự cho cái ngã này, cho cái sắc thân này. Mình là chúa thể của vũ trụ. Thì chúng ta thấy bây giờ có những người như vậy đấy. Thì bốn đường ác đạo chúng ta nhìn chúng ta biết liền, và nhìn vào trong con người mình là quan trọng nhất. Nếu mình có những cái đó, chúng ta vẫn còn đấy, nhưng mà ít nhiều thôi. Còn từ khỏi người, khỏi trời dục giới và sơ thiền, nhị thiền, tam thiền của sắc giới, thì cõi người và trời cũng còn chiếm hữu ngoài đấy, nhưng mà cao thượng bắt đầu có sự quán xét, cõi người bắt đầu có nghiệp, tức là có ý chí đó. Còn bốn đường ác chưa có ý chí, mà thì bắt đầu có linh lý,
có sự cải sửa. Thành ra trong Thủ Lăng Nghiêm đó thì có người là năm tình năm tưởng, tình tưởng bằng nhau. Thì chúng ta nên nhớ cái tưởng đó là thế giới của cộng biến, còn cái tình là thế giới của tự biến. Tự biến này nó có lộn xộn đấy, chúng ta phải để ý cộng nghiệp với biệt nghiệp. Ví dụ tôi nhìn cái bình bông, nếu cái nghiệp là người hết thì ai cũng thấy là bình bông hết. Tôi nhìn quyển sách chứ mà chỉ là người cũng thấy là quyển sách. Nhưng mà nếu con mọt mà nó nhìn quyển sách thì là món ăn của nó, thì cái đó không nói, đó là cái cộng nghiệp của từng loài, từng loài. Thì cái đó kêu là thế giới đối chất cảnh. Nó nương vào thế giới tánh cảnh là thế giới chân vọng hòa hợp, tức là chuyển biến sắc na, để nó sửa lại theo thế giới chu kỳ của cái nghiệp của mỗi loài chúng sanh. Thì cái đó đạo Phật nó chưa có tội lỗi gì hết, không có tội lỗi gì hết. Nếu mình nhìn chính lặng, cái này là câu số 7, là số 8 và số 9 đấy. Rồi mình hay hiểu cái đó, mình nắm mới vững thì câu trả lời mới sáng tỏ được. Thì khi mình nhìn vào thế giới đối chất đó, thì nó hiện nguyên hình. Tức là thấy thế giới tánh cảnh nằm trong đó. Bởi vì nó nương vào thế giới tánh cảnh chuyển biến, đứng lặng chuyển biến sát na, để nó sửa lại sao động chu kỳ. Thành ra thế giới sát na kêu là hiện lượng tánh cảnh, còn thế giới chu kỳ kêu là chân thủy lượng đối chất cảnh. Đối là đèo, là mang theo để mà cải sửa lại hết theo cái nghiệp của từng loại chúng sanh. Thì theo đạo Phật nó chưa có gì. Chẳng hạn như bây giờ tôi nhìn tư tưởng được thấy của mình, con thấy cái nhà này, thì tất cả Phật tử cũng thấy cái nhà này thôi, thì cái đó chưa có lỗi gì hết á. Thành ra nếu một gia láng dùng cái Phật tánh, cái nhất định sẽ nhìn vào đó thì sẽ thấy nó hiện nguyên hình, và thế giới tánh cảnh nó chỉ có hình như cái luồng sống mà, chứ nó chưa có tướng rõ rệt như vậy. Còn nếu mà qua tam thiền rồi đó thì bắt buộc có tình trong đó, là có cái cảm giác trong đó. Thì cái này là kêu là độc ảnh cảnh, thế giới này thế giới biệt nghiệp. Cái này nó bắt đầu đi xuống đau khổ đấy, đi xuống đau khổ đấy. Chẳng hạn như chúng ta thấy là khi chúng ta khỏe, chúng ta lân lân, cái lân lân đâu phải là lạc thọ. Khi nào chúng ta muốn giữ cái lân lân đó còn nữa thì bắt đầu cái lân lân này qua lạc thọ. Rồi khi chúng ta có xác thân, chúng ta bệnh thì chúng ta đau đớn, ví dụ đau bụng hay nhức đầu. Thì thật này đau bụng nhức đầu như mình vậy thôi, nhưng mà mình muốn xua đuổi, mình không chấp nhận cái đau bụng cái nhức đầu này, bắt đầu cái nhức đầu đau bụng biến thành khổ thọ. Phải để ý cái đó, thì thật không có khổ thọ, nhưng mà đau nhất vẫn đau nhất. Đói bụng thì ngài vẫn đói bụng như mình, nhưng mà chống lại cái đau nhất là Đức Phật không có, ngài lắng nghe nó. Ngài sẽ thấy cái đau nhất tức là tánh cảnh, chứ không phải là thế giới của đối chất. Còn mình thấy thế giới đối chất, mình không chấp nhận, mình qua thế giới độc ảnh thì bắt đầu có đau khổ. Thành ra chư Phật chưa láng là không có sống như thế giới độc ảnh, hoàn toàn sống thế giới đối chất và nhìn thấy đối chất là tánh cảnh. Cái đó chưa phải không như thức ra thì mình phải nhìn ngẫm, mình sẽ thấy rõ mấy cái đó, thì cái lối tu mới không bị lọt. Thành ra thế giới đối chất cảnh đó là thế giới của ngũ ấm ma, của tưởng ấm ma. Giờ nếu mình nhìn thấy vậy thì tưởng ấm ma này chuyển thành qua bát nhã. Còn thế giới độc ảnh cảnh của tam thiền là thế giới của thọ ấm ma. Khi mình nhìn nó rồi thì nó biến mất, bởi vì nó không có cái nền, nó nương vào thế giới đối chất để mà chiếm hữu. Còn thế giới như đối chất thì nương vào thế giới thật sự là tánh cảnh để cải sửa. Rồi thế giới độc ảnh nương vào thế giới đối chất, nó bắt đầu chiếm hữu thiên tư của mình. Thương, ghét, phải, quấy, tốt, xấu, dinh, nhục, lợi, hại, khen, chê. Đây là thế giới hoàn toàn có độc ảnh, chứ không phải đối chất. Đối chất thì cái nhà này có, nhưng mà tôi không có ghét cái nhà này, tôi không có thích cái nhà này. Nước thì có, thì nước là nước thôi. Cái nước mà tôi muốn nước xa xỉ, tôi thích xa xỉ mà tôi không thích kiểu nước khoáng, thì cái đó lại là thế giới độc ảnh. Chúng ta phải để ý ở chỗ đó. Nào, thành ra các bậc thánh nhân là các ngài sống thế giới đối chất, nhưng luôn luôn thấy rõ thế giới tánh cảnh nằm trong đó. Còn chúng ta sống như thế giới độc ảnh,
có thương, có ghét, có khen, có chê, có phải, có quấy, có ngày, có đêm, có chết, có sống. Sống như thế giới tương đối. Thì từ đó chúng ta biết cái câu số 8, số 9 này, chúng ta suy nghĩ kỹ. Thành ra toàn bộ từ câu số 1 tới câu số 10 toàn là nói về tư tưởng là bát nhã. Tư tưởng là bát nhã. Thì chúng ta phải hiểu cái đó. Phải hiểu cái đó. Thành ra chúng ta phải nắm cho vững. Nếu mà tuân theo tư tưởng đó thì không nắm được toàn bộ. Từ địa ngục rồi chúng ta cố gắng chiến ngạ quỷ, chúng ta không nắm được súc sanh Atula, cái diễn biến như thế nào chúng ta không nắm được. Còn muốn qua bát nhã thì một vị nhập tu phải hiểu cái diễn biến từ địa ngục ngạ quỷ súc sanh cho tới cõi trời phi tưởng, phi phi tưởng. Hiểu bằng cái bánh vẽ, tức là lý thuyết. Rồi khi thực hành là thấy rõ cái diễn biến đó, cải sửa. Còn thấy rõ diễn biến địa ngục ngạ quỷ súc sanh mà cải sửa lên cõi người từ dục giới sắc giới thì đó là cõi trời. Thì có trước Đức Phật, có trước Thái tử Si Đạt Ta. Và không ai dạy ngài về cái vấn đề nhận lại. Cuối cùng ngài phải tự thị. Mà muốn nhận lại thì toàn thể tiến trình của ngũ quỷ sắc thọ tưởng hành thức phải tiêu tan hết. Tức là phải yên bạc. Thì cái này không ai chịu làm hết á. Nếu mà không có sắc thọ tưởng hành thức thì làm sao mà sống? Chúng ta sống thường thường phải có vấn đề. Vấn đề ác, tôi ghiền thì xe ma túy, bài xào, thuốc lá, uống rượu này kia, thì cái đó biểu tôi bỏ thì đồng ý rồi. Nó là cái đê tiện. Rồi bây giờ tôi ghiền sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, ghiền những cái cao thượng. Mình biểu bỏ nữa thì làm sao bỏ? Bỏ nữa sống với cái gì vậy? Bỏ cái ác, cái đê tiện, bây giờ sống với cái cao thượng, cái siêu thoát. Nếu bỏ luôn cái cao thượng này nữa thì còn cái gì nữa mà sống? Thành ra đạo Phật khó. Khó cái đó đạo Phật kêu là tập đế. Bây giờ tôi mới hiểu sao đó. Cho đó mình đọc sơ sơ chứ không hiểu cái tập là gì. Tập là thói quen. Mà thói quen là gì? Thói quen lập thế lập lui mãi thành cái thói quen. Hay là ở ngoài ta kêu dân thường dân nó là duyên. Duyên là thói quen. Mẹ sanh ra không ai biết uống cà phê, không ai biết uống rượu, chẳng ai biết hút thuốc. Đứa bé nó không biết mấy cái đó. Thành ra vào cái xã hội mới dạy nó. Thành ra có nhiều gì vô hộp, có nhiều bác sĩ nó nói. Người nữ bây giờ là uống rượu nữa đấy. Không dám cho con mời thì bác sĩ nữ là cũng phải cầm cái chén rượu lên uống. Cô nói đó, nó cay xé ai mà ghiền sư ơi. Tức là mình không hiểu, chính không hiểu này là tới cái sự đau khổ đấy. Dĩ nhiên lần đầu ai mà uống cho nổi. Thuốc lần đầu người mới gặp hút thuốc nó cũng đánh hét ai xé. Tôi có uống hút lần. Lần đầu tiên một cái điếu rồi tôi bỏ luôn. Hút rồi. Nó sặc muốn chết luôn. Rượu cũng vậy, mới đầu nó cay xé. Nhưng lần thứ hai thì nó bớt chai. Lần thứ ba nó bớt nữa. Lần thứ tư, thứ năm chúng ta luôn bị ui. Lần thứ sáu, thứ bảy, thứ chín, thứ mười bắt đầu cái gì. Thì do nó khen. Sặc khí. Hay là cái thói quen lập tới lập lui rồi. Thành ra cái tập đấy chúng ta tưởng là cái tập là không biết nó là cái gì. Tập là thói quen. Thói quen là gì? Mình trước ghiền là chúng ta hiểu hả? Mà tại sao mình ghiền? Là do quá nhiều lần. Quá nhiều lần. Như vậy thì cái ghiền, cái ác, cái đê tiện bỏ thì đã đành. Còn ghiền cái cao thượng thì cũng thuộc gì riêng thôi. Thường thường chúng ta nói cao thượng mà làm cái gì thì nó cứ nằm trong chữ diện thôi. Bỏ cái chuyện sắc, chuyện cây, chuyện xét thì dễ. Để bỏ cái chuyện vàng nữa. Ý, nhưng mà nó vẫn là xiềng. Thành nó không xem mà cao thượng nhập vào sơ thiền, nhị thiền, tam thiền hay là hư không vô biên hay là phi tưởng. Để bỏ cái đó là khó bỏ. Nó không đương với Như Lai rồi. Phi tưởng, phi tưởng là thấy pháp thân Như Lai mà bỏ làm sao được. Nếu không bỏ là không đắc quả Như Lai được, không đắc quả La Hán được. Mà bỏ bằng cách nào? Cách đó là một cái khó nữa. Bỏ bằng cách tiêu diệt nó, bằng cách đè nó, nén nó, bằng cách chạy trốn nó. Sai hết. Chúng ta có 84.000 cách bỏ hay có vô lượng vô cách bỏ. Hãy bỏ này thì chúng ta ôm lấy cái khác.
Cái đó là cái khó khăn của đạo Phật. Khi chúng ta hiểu là tất cả đều do tư tưởng, do cái anh tài chuyên này, anh biến hóa đủ cách hết. Anh bỏ cái thấp để anh lên cái cao, hoặc là anh giải cứu, hoặc là anh quán xét, hoặc là anh tha thứ, chứng tỏ mình cao thượng hơn. Tất cả cái này là những cái lầm thôi. Rồi bây giờ làm thì bây giờ phải làm sao? Làm sao để chấm dứt cái thói quen này? Muốn chấm dứt thói quen thì lọt vào thói quen khác. Cái này là cái khó khăn nhất của đạo Phật. Nhưng mà ông này ông có nói hay là cư sĩ mà ông nói cái đó. Nhưng mà ông có thể là ông chịu cái nhất niệm, còn Thích Na là không chấp nhận nhất niệm, giống như Huệ Năng vậy. Mà tôi thấy không chấp nhận nhất niệm là không qua nhất niệm được. Mà hầu như cái cuộc sống của ông cũng qua nhất niệm thôi. Nhưng mà cái lý của Phật cũng đúng. Giống như khi đứa bé nó chưa đi được, nó mới bú thì mẹ phải cho nó bú sữa. Mà cái dứt sữa là khó dứt. Người đi không vững chưa cây gậy, mà khi đã vững rồi bị dục vậy là khó dục. Thành đã dục là dục ngay từ đầu. Ngay đầu thì những bực căng thì dễ thôi, còn những người hạ căng thì chết queo. Làm sao? Cũng như rồi nhờ đi học liêu tôi mà đi nghỉ lậu thì đó. Có chừng 5-7 chú nghèo vô xin gạo, cho gạo, cho đồ mà cho tiền nữa. Sư niệm Phật A Di Đà thì cho, thì có chừng 5-7 chú rồi nhất định không niệm. Có là chị chịu bà nói sao giờ niệm 1 câu 1 ngàn, 10 câu thì 10 ngàn, 100 câu thì 100 ngàn, 1 câu thì trả 1 triệu liền. Bởi vì người ta tiền nhiều 1 triệu thì có mấy trăm đô thôi, không tới nữa. Nhất định không niệm là không niệm. Không niệm là đi ra không, đi ra không thì đi ra không, không cho gạo, không cho tiền, không cho gì hết. Giờ niệm 1 câu 1 ngàn là cho thêm tiền mà cái số chú đã lãnh ra với gạo giống như mọi người khác, mà niệm 1 câu là 1 ngàn tiền riêng nữa. Cái đó gặp tôi quốc 1 triệu câu thì lãnh 1 triệu đồng, không đến tiếng hồn nữa. Mà niệm không giao lộn, giao trước giao lộn, nhưng mà nhất định không niệm là không niệm. Cái gì bị qua Bát Nhã làm sao qua, ông nội bây giờ qua cũng không nổi. Cái căn cơ như vậy rồi làm sao? Thì chắc như Pháp Sư nói từ tập niệm qua nhất niệm. Mà theo thông kinh đó thì muốn qua vô niệm thì phải qua nhị thiền đấy. Dục sanh nghĩ lạc không qua được. Niệm Phật đến thì một thân người niệm Phật khỏi đế không qua Bát Nhã được. Và giảng cũng không có vô lỗ tai được. Không người chưa có định. Phần nào mà trong ai lại ra nó phát hiện là tiếng niệm Phật cũng không cửa vô. Nó là hai cách niệm Phật, tưởng già là vô thức, ý thức là vô thức. Tư tưởng già nữa Bát Nhã nữa tư tưởng. Thì người này có thể nghe Bát Nhã và có thể nhận được Phật tánh. Thì thấy cái này nó đúng. Nó là kinh nguyên thủy đó. Thành sanh hỷ lạc thì mới có thể qua Bát Nhã được. Thành ra chư Phật tử phải nắm vững mấy cái này. Chúng ta phải nhìn ngẫm tới, nhìn ngẫm lui. Bây tôi nói bài kinh 66 này là chúng ta phải ăn nằm với nó. Tức là rối đầu dùng nó. Mà tôi thấy bây giờ không ai rối đầu dùng nổi. Nên cái câu này là tôi thấy không ai dám làm rồi. Chúng ta lo bên ngoài nhiều quá, bây giờ người chết nhiều quá. Rồi cứ mình đi hộ niệm thôi. Hộ niệm người ta. Còn mình thì mình chưa hộ niệm cho mình. Rồi biết mình đi rồi mình về đâu nữa này. Tôi nói thực tử không phải nói thực tử không. Cả tôi cũng vậy đấy. Bây giờ tôi hơi lo đấy. Đi làm mà đi hiện tôi kết quả rồi tôi thấy có, nhưng mà tôi rất lo. Cái đó không phải là cái sự tu chính của tôi. Nói sự thật vậy là hội niệm người ta niềm tin ở mình là ta chết một cách rất là rõ ràng, một cách là như là có ông gì Vĩnh Châu mấy ngàn hột xá lợi. Mà Phật tử dưới cái tên như Phật lo muốn chết, chừng nào mình sợ chừng lấy, mình biết mình là mình cũng không phải của mình. Nhiều cái thực sự cái gì đà sao thì mình không biết, nhưng mà làm thế không chân chỉ thôi, mà chính mình lại mù tịch. Cái đó là vô thực, chứ làm sao làm chứ tôi đâu có biết mình tôi làm nó kết quả được như vậy. Cái đó là ngoài tưởng tượng của tôi, chết cũng ngoài tưởng tượng. Mà cái đỉnh đầu còn nóng cũng ngoài tưởng tượng của tôi. Người cư sĩ là đỉnh đầu không bao giờ nóng, đâu có bực thánh được. Giỏi lắm là hạ phẩm thượng sanh là giỏi lắm rồi, chứ đâu bây giờ quá thân quảnh được. Cứ hỏi tôi ngoài tưởng tượng của tôi.
Bây giờ theo của nó một đống xá lợi, tôi nói là 100 ngoài hộp không của nó có trên nữa, còn cả ngàn hộp, có phải nhiều lắm. Ngoài sức tưởng tượng của tôi, để dưới coi tôi như Phật. Phật nào cũng biết chứ đâu có Phật, tôi có biết cái gì đâu. Có không khéo là tôi ngã mạng thì tôi xa đỏ. Thế nó thấy, tôi không biết làm sao tôi lo. Chứ phải chi cái đó là do cái động lực của tôi, do cái thần thông của tôi, do cái trí tuệ của tôi thì tôi đồng ý. Thế là tôi chả biết gì hết. Thế nói chung tôi cũng thấy là cái tu nó khó, không phải dễ đâu. Nếu mình không khéo là mình xa đọa chết. Thế nói tôi hơi lo đấy. Lo là mình, để giảng cái này cũng vậy à. Tôi giảng lẻ cái bánh vẽ thôi. Nhiều chỗ tôi giảng rất thông. Nhưng đó không phải là cái thực chứng của tôi. Tôi thường nhắc đó là cái nguồn ngẫm bằng cái tư tưởng của tôi coi. Vì cái tài kinh 66 mà nói qua bất nhã thì tư tưởng không nhớ tới được. Không thể hiểu bát nhã, hoặc là bát nhã hiểu tư tưởng. Mình đã chúng ta thấy bát nhã thì nó dễ mà nó khó. Nó có một cái lặng lẽ thôi. Có một cái bất tử thôi. Có một cái bất sanh bất diệt thôi. Nhưng mà muốn bất sanh bất diệt này thì phải hiểu từ địa ngục tới tư tưởng. Còn tư tưởng thì nó hiểu về địa ngục. Nó bắt đầu thăng qua lên ngạ quỷ rồi thăng qua súc sanh. Chứ toàn bộ cái diễn biến của tư tưởng là nó không nắm được. Thế tư tưởng thì nó dễ, là nó cứ lên lớp hoài. Như học trò lớp 2 thì có thể biết là lớp 3 thôi, chứ lớp 7, lớp 12 là nó chẳng bao giờ biết. Còn ông thầy giáo là phải nắm hết. Cái diễn biến cái trình độ từ lớp 1 tới lớp 12 sao ông thầy giáo phải rành hết. Người nhập lưu đó là bắt đầu thầy giáo rồi đó. Bắt đầu là tự hộ rồi đó. Đây là mới là đạo Phật chánh thống đấy. Thành ra người đó phải hiểu từ địa ngục tới tư tưởng, cái diễn biến sao mặc dầu mình chưa chứng đắc. Xong mình phải nắm vững. Cái này khó đây, thành ra bát nhã ngữ điệu thì nó khó. Bởi vì nó phải hiểu được cái ngóc ngách, cái mê hồn của tư tưởng, cái hấp ố của tư tưởng phải nắm hết. Mặc dù nó chưa chứng đắc nhưng mà cái lý thuyết nó phải nắm hết. Thành ra cái pháp môn tịnh độ mà đem ra nói đó, mà đem ra giữa khoa học đó, và học bắt văn liền. Nó không nằm trong hiện tượng giới. Cõi này là cõi mà chúng ta có dục giới, sắc giới vô sắc. Cõi tịnh độ nằm ở trong dục giới, không có, sắc giới không có, vô sắc giới không có. Nó ngoài tam giới. Ngoài tam giới thì đâu có gì hiện hữu. Cái đó là một cái khó khăn khó dữ nhất. Tại sao cõi cực lạc có hình, mà lại không già, không bệnh, không chết, không có đau khổ. Tôi đó tôi khổ vì cái đó. Nhưng mà ngẫm riết là nó ra thôi. Thì chúng ta thấy là trong đó nó kể như là Thọ Tây Di Đà đến đây đó thì cái hào quang ngày chiếu xuống nó mát. Hào quang càng rực rỡ chừng nào càng mát càng khỏe chừng ấy. Còn nếu mặt trời chiếu là mình cháy luôn. Càng sáng tỏ chừng nào càng nóng nực chừng ấy. Còn khi hào quang A Di Đà xuống tới thì không có bóng. Cái hình này trong đó là không có bóng, còn mình đây có bóng hết. Mình dưới gạch là có bóng hết. Còn nếu mình mà lên cái chân này thì không dính. Mình như cái tướng mà không có tướng, nó chỉ là hình thôi. Thế giới của ngài là thế giới sát na. Cõi cực lạc của Phật A Di Đà là cõi chưa có không gian. Hay là không gian với thời gian. Hợp nhất. Không gian bị hóa giải vào thời gian. Thì cái này khó mà diễn tả, chỉ có ông Nguyễn Xuân Hồng, ông diễn tả ông Nguyễn Tánh Không thì mình thấy nó sáng tỏ, khó mà viết được. Mà ít có ai mà hiểu cái chỗ đó. Thành ra đem thế giới tư tưởng mà bắt thế giới bất ngã thì thế giới bất ngã văng liền. Nó không có vững. Chẳng hạn người ta nói phương Tây mà giảng sanh về phương Tây. Hồi nói mặt trời lặn rồi bên Mỹ người ta chết nữa thì ai giảng sanh. Thì câu này là tịnh độ không trả lời được. Nhưng mà nếu đi sâu rồi thì biết là thế giới cực lạc của Phật Di Đà không có phương hướng. Đã là không có không gian làm sao có phương hướng. Nó là thế giới mười phương. Chỗ nào cũng là tịnh độ hết. Thành nó không phải đi mà đến. Còn bây giờ tôi chết đây tôi sanh về cõi trời dục giới. Rồi một người chết sanh về cõi trời sắc giới thì có mau có chậm. Còn nếu một người giảng sanh về cõi hạ sanh, người trung phẩm thượng sanh thì một lượt thôi. Bởi vì không có không gian. Nó chỉ là một thế giới phát hiện, chứ không phải thế giới đi và đến. Chúng ta thấy nó nhất cái đầu.
phải có một cái số trình độ về duy thức thì chúng ta mới có thể hiểu được. Thì thôi ha, là tôi nói là Phật tử để làm cái câu số 8 và số 9 cho nó rõ một chút. Câu số 8, số 9 này là phân biệt giữa hành và tưởng. Tưởng thì luôn luôn là thế giới của đối chất, tức là thế giới của cộng nghiệp hay là còn chưa là cộng biến. Còn cái tình xen đó rồi thế giới tự biến hay là thế giới của độc ảnh cảnh, thế giới của biệt nghiệp, thế giới của riêng cá nhân của chúng ta. Còn cái thế giới đối chất là thế giới chung của tất cả một chúng sanh đồng với nhau đó. Thế giới đó thì chưa có gì là đau khổ đó. Anh mà Đức Phật thì hiện giờ đó ngài cũng phải nằm ở trong thế giới đó thôi. Đức Phật thì hiện ba ai tướng tốt nằm trong cõi người thì ngài cũng uống nước như mình. Ngài cũng thấy nước là nước. Nhưng mà ngài không có ghét, không có thương, không có thích cái nước này mà ghét nước kia. Còn mình có cái đó. Nước mình không uống, mình muốn uống nước xe trị, muốn uống nước cà phê à. Còn ngài không có, còn ví dụ cái này thôi, ngài cũng thấy cà phê, cũng thấy nước vậy. Nhưng mà ngài không có thích cà phê hay ghét cà phê. Còn mình thấy ghiền rồi thì mình thích cà phê, không ghiền thì mình ghét, nó đáng ghét. Thì cái thích cũng luân hồi, mà cái ghét cũng luân hồi. Hai cái này là thế giới độc ảnh, không phải là thế giới đó, chỉ là thế giới biệt nghiệp. Các bậc thánh nhân không có sống như biệt nghiệp, mà các ngài sống như cộng nghiệp. Mà cộng nghiệp mình không thấy, cho nên từ cái cộng nghiệp mới kéo một cái biệt nghiệp. Còn các ngài thấy rõ cộng nghiệp là thế giới tánh cảnh. Thành ra xuyên qua cái chuyển biến chu kỳ, là thấy sát na nằm trong đó. Và từ cái sát na là mới thấy bất biến nằm ở trong đó, thấy có bất tử nằm trong đó. Đại khái nó như vậy. Thành ra toàn thể 10 câu này là nói về tư tưởng và bát nhã không. Nhưng mà đó là 10 khía cạnh của tư tưởng và bát nhã. Chúng ta phải nắm cho vững. Thành ra khi mà lọt vào tư tưởng đó là thế giới ngũ âm ma. Thấy rõ ngũ âm ma đó là thế giới bát nhã. Thấy rõ chứ không phải là đối trị, không phải là cải sửa, không phải là đè nén, không phải là chạy trốn. Mà là thấy rõ. Thấy rõ nó chuyển biến sao, thấy y như vậy. Chúng ta thấy thôi. Nó bất nhã rất là đơn giản. Nhưng mà nếu không nắm được cái tư tưởng mà từ địa ngục cái tư tưởng thì chết. Lọt vào ngũ âm ma ngay. Nhận giặc làm cha, nhận giặc làm con. Mà nếu rõ vậy rồi thì đâu, mình đâu có bị nó gạt nữa. Thành nhất là thời buổi này người ta lọt vào ngũ âm ma rất nhiều. Mà không có ai giảng cho mình rõ. Tha xa Phật nhiều quá. Đòi hỏi mình phải chìm ở trong thiền định, phải có sự giờ rỗi rảnh an nằm với nó, giờ suy tư ngẫm với nó. Tôi bây giờ cũng không rảnh, hồi xưa tôi rất rảnh. Bây giờ cái vụ thai thị người chết thì chết rồi, qua tôi qua tịnh độ rồi tôi bận quá. Tôi hồi xưa tôi không thiền, ai chết mấy triệu à, tôi không có đi. Thiền là chuyên về trí tuệ tự độ hơn, chứ không có nghiêng về tha độ. Rồi pháp tịnh độ này chuyên tha độ nè. Giúp người ta là giảng sanh. Nhưng mà cái hay là nó rất dễ dẫn thành. Nếu mà làm đúng, chỉ cần nhất niệm và thêm cái phát nguyện thôi là thành Như Lai. Chưa có pháp môn nào dám nói như vậy. Nhất niệm là sanh như cõi trời thôi. Mà cõi trời chừng nào mới thành Như Lai? Cõi trời mà đi tới nhập lưu là cả một vấn đề. Còn cái này là cõi trời mà phát nguyện về cái giáo hội hàm thánh đồng cư tịnh độ của A Di Đà, cũng giống như Phật Thích Ca. Còn nếu mà chưa thành nam tính giữ năm giới, thọ năm giới rồi sinh xuất gia thì Phật cho. Nếu mà đủ điều kiện mình dứt hết vợ con tiền bạc nhà cửa, tức là phải có cái định lực, đừng sanh nghĩ là. Rồi bạch ngài ngài nói vợ con bỏ tiền bạc, bỏ vợ con, bỏ này kia hết được không, vô giáo hội là không còn nghĩ tới bên ngoài nữa. Thì mình chịu rồi thì tất nhiên là 100 người thành thánh. Chúng ta thấy 1250 vị khi Phật chặt rồi là thánh đất cơ. Thế mình ai nan là nhập tư cũng là thánh nữa. Thì ở đây nó cũng na ná như vậy. Thành ra một cái hay của nó là tự lực hoàn toàn có tha lực. Còn pháp môn khác của đạo Phật là tự lực không có nương vào tha lực nào hết. Do đó mà tất cả ứng chứng đều gạt bỏ hết. Phùng Phật sát Phật, phùng tổ sát tổ. Gặp tổ thì giết tổ, mà gặp Phật giết luôn. Tất cả đều do ai lại ra mình phóng niệm thôi. Còn thế giới cực ra gì đạt, không ai là do mình phát nguyện đâu. Nếu mình phát nguyện là mình lọt vào cõi trời, mình lọt vào ngũ âm ma. Thằng nó làm cái khó hiểu.
Thành ra 48 lời nguyện của A Di Đà rất là độc đáo và khó hiểu. Ta nguyện là tất cả chúng sanh nào giảng sanh về cõi ta, giỏi Phật A Di Đà của ta, mà cái nhìn không bằng một vị A La Hán là ta nguyện không thành Phật. Tôi coi tôi không hiểu gì hết. Thật sự mà về đó thì cái thần thông mình với cái nhìn của mình bằng A La Hán thôi. Nhưng mà thần thông mà cái nhìn đó là do mình là của Phật A Di Đà chứ không phải của mình. Nhưng mà nếu tôi mãi rồi cái đó thành là của mình thì A Di Đà là gì? A Di Đà là cái chân tâm của mình. Mà chân tâm mình với chân tâm của A Di Đà thì bằng nhau một thức thôi, chứ không có hai cái chân tâm. Nhưng mà mình không nhận được thành tâm mình phải thờ A Di Đà. Bên ngoài mà A Di Đà có cũng là nằm trong chân tâm mình thôi. Cái đó là một cái khó hiểu. Thành ra chúng ta phải hiểu. Thành ra tôi có thí dụ cũng như là cái dòng nước biển. Đó là ai là giam? Thì ở trong di thức thì nói hàng chuyển, hàng lì, hàng là liên tục, chuyển là thay đổi một cách liên tục, hàng chuyển như bậc lưu. Đó là thức thứ 8, giống như cái dòng nước biển. Nó đứng lặng là trơn, nhưng mà nó thay đổi là nó rộng, nên đó trơn rộng hòa hợp. Từ cái dòng nước biển này đó, thì do cái hải quấy tốt xấu, dinh nhục lợi hại, do cái tương đối này mới trực thủ lên cái dòng nước biển. Mà nãy tôi nói đó, tức là cái chuyển biến từ sát na mới sửa thành ra sao động mà chuyển biến. Mà chuyển biến là giọng, mà sao động là giọng, giọng chồng lên giọng, thành ra kia là thế giới quế độ. Còn cái kia chân giọng hòa hợp, thành ra kia là tịnh độ. Thì tịnh độ có hình mà chưa có tướng. Có hình đó là do chuyển biến, sao động. Chưa có tướng là bởi vì nó đứng lặng. Cái này có hình là do chuyển biến, có tướng là do sao động. Có hình có tướng, hình nó khiến ngại cuối cùng. Còn cái kia nó xuyên suốt, thấy có hình vậy chứ mà nó xuyên suốt. Thành ra bên đó mới tiếng kể là nếu mà có cõi cực lạc, mà có lầu cát mà kia đi cửa thì đi, không đi thì đi quá nhất. Cũng xuyên qua, gặp A Di Đà gặp muốn tránh ngài không tránh mà đi xuyên qua ngài luôn. Hai người gặp nhau đi xuyên qua. Còn thế giới này không được. Bởi thế giới này có không gian. Thế giới kia chưa có không gian, chỉ có sự chớp nhón, có hình, hình cái dòng nước. Mà từ cái dòng nước thế giới của đứa chất cảnh đó, từ thế giới của tánh cảnh đó, dòng nước là thế giới của tánh cảnh đấy. Và chúng ta mới trực ngũ thành đã sống, thì đây là thế giới của đứa chất. Đứa chất, bắt đầu có tướng. Thì tướng này là nó nướng vào cái hình để mà nó sửa thành tướng. Thì hai cái nó dính liền. Chúng ta nhìn thấy dòng sông, dòng nước biển đó, thì nó có cái hình dòng nước biển. Nhưng mà chưa có tướng, khi nó nổi sống lên thì bắt đầu có tướng. Tướng con trâu, con chó, con bò, tướng người ta, tướng nhà. Thì bây giờ chứng lại. Nhưng mà ngay cái tướng con trâu, con chó, con bò người ta đó, có cái dòng nước biển nằm ngay đó. Mình chúng ta thấy con chó thì chúng ta ghét, người này thấy con chó thì thương. Bây giờ lại thêm từ thế giới mà sống chúng ta sửa thành thế giới của biệt nghiệp. Đây là bắt đầu đi xa đỏ xuống đây. Dưới là chỗ đó. Chúng ta thấy nếu mà gần rồi chúng ta thấy nó cũng dễ dàng thôi. Ở đó mình ngắm chết ngồi chết tổ. Nếu có ai giảng thì mình thấy không khỏe. Mình đốt giai đoạn. Còn không mà tự mình ngắm là chết luôn. Từ đó mới từ tam thiền. Tam thiền là bắt đầu có tình. Nhưng mới có một tình thôi. Thành chính tưởng. Thành là thế giới đối chất rất là còn nguyên. Chỉ có một xíu tình sang do đó. Thành đã có sắc thân lúc bây giờ chưa có lắm. Thành đã tam thiền là ngồi dùng muốn mất thân. Toàn thân đều là cảm thọ hết. Rồi qua cái nhị thiền bắt đầu thân cái thọ là hai. Rồi càng ngày càng đi xuống là cái tình nó nhiều. Nó hai tình trong đó. Rồi xuống cái ba tình rồi bốn tình rồi năm tình. Năm tưởng đây thế giới có lợi rồi. Là bắt đầu có luân lý, có bổn phận. Bổn phận cha con, bổn phận thầy trò, bổn phận vợ chồng. Mà cái bổn phận mà khi bổn phận đụng nhau mình xử làm sao? Chết. Chết cha quan trọng hay là vợ quan trọng hay là con quan trọng hay là thầy quan trọng hay là vua quan trọng. Không giải quyết được. Chính Thái Tử thì đặt ra thấy cái chỗ này ngài mới bỏ luôn chưa đi để mà giải quyết vấn đề luân lý trong cuộc sống. Thành ra dùng chữ luân lý đó thầy lý là cái lẽ, luân là cái vòng tròn. Cái lẽ vòng vòng không có ra được. Cái bánh xe, chữ luân là cái bánh xe.
cái lẻ của cái bánh xe. Hết số 12 tới số 1, rồi số 1 tới số 12. Cái lẻ của dòng lẫn quẩn. Thì mà chúng ta có lúc là người, có lúc là trâu, bò, heo, chó, có lúc làm chồng, có lúc làm vợ, có lúc là ông nội, ông cháu, có lúc làm cho, làm cháu. Lòng vòng hoài không ra được. Thành ra đặt ai là quan trọng thì nó lại cặp. Thành ra Thái Tử mới đi tu để tìm lấy cái chỗ mà bất tử. Thì đối với đạo Phật không ai quan trọng hết. Cha hay mẹ, vợ hay con thì không ai quan trọng. Ai độ được có nhân duyên cứ độ, ai không độ được thì phải chịu. Thì khi thành Phật này đâu có độ cha mẹ này không đâu. Mà có duyên là ngài độ, người nào không duyên là ngài hết chịu. Như đề bạc đa là em có gia dụng đà la, em vợ. Ai cũng đâu có độ được. Sau này bị trời chồng thôi, bị đất rút. Còn người nào đổ được, thằng này vẫn đổ. Còn bà Sa La để tứ ruột mà tới chừng chết thì còn Đức Phật này có thể có làm gì được. 500 vị của dòng họ Thích cũng bị giết, Đức Phật còn sống ngày cản qua lần không được, ngày không để thôi. Thế giới này, thế giới nhân quả, thế giới của giết chim bao, thế giới của các trường hát. Khi ta thấy như vậy rồi thì sao không được. Độ cũng là tuần hát mà không được cũng là tuần hát, đổ được cũng là tuần hát mà không đổ được cũng là tuần hát. Cái đó phải có một cái nhìn. Thì cái nhìn này chính là nước biển. Nước biển thì đứng lặng mà bất biến. Đứng lặng là trơn, bất biến là trơn. Thì thế giới nếu mà đứng lặng bất biến là thế giới của quá thành vụ, thế giới của nước chết. Thì phải nắm cái nước này ra tùy thuận trở lại với cái dòng nước biển và tùy thuận cái sóng biển. Thì cái đó kêu là biển. Thành ra chúng ta thấy biển, nước biển, dòng nước biển, sóng, tất cả các sóng của biển. Có một thốt, nhưng mà bốn cách nhìn. Cái nhìn sóng, sóng biển, sóng thiện, sóng ác là ta thì chúng ta đau khổ. Còn ngay cái sóng thiện sóng ác chúng ta thấy đó chỉ là dòng nước biển thì ngập lưu nhất dẫn lai bất lai. Thánh mà thánh hữu học vẫn còn lúc nào nhưng mà sẽ bắt đầu bước vào cái bất biến. Cái này là biến lặng chuyển biến rồi tới nước biển là biến lặng bất biến. Đây là a la hán hóa thành vụ. Chưa xong đâu, xong cho cá nhân mình thôi. Nhưng mà còn cái dòng nước biển, còn tất cả sống thiện ác thì phải trở lại. Thì cái đó kêu là biển. Biển là gì? Bao trùm hết. Biển là nước biển, là dòng nước biển, là sống. Tất cả cái đó chung hết kêu là biển. Đó là cái nhìn của Như Lai. Thành ra chúng ta thấy bốn cách nhìn mà thật sự cũng có một cái thôi. Sống thì cũng sống, thiện sống ác cũng nằm trong biển. Mà dòng nước biển cũng nằm trong biển. Mà nước biển cũng nằm trong biển. Nhưng mà tùy cách nhìn mà có đau khổ, có sung sướng, có tự tại. Thì có một chương sáu đó để đưa tới đó đấy. Nhân thì chưa Phật tử nhớ cái sự đó về. Cái này phải nghiền ngẫm á, chứ không phải tôi nói vậy rồi đâu. Tôi phải ăn nằm như nó hoài quá, cứ quán luôn mà hãy quán chừng nào mình thấy sâu chừng ấy. Thì cái quán cũng là cái sâu của mình đấy. Mà cái quán cứ quán luôn mình nhìn sâu vào cuộc đời này, rồi khi gặp cái đủ cảnh cho mình biết đây là cái trạng thái đó thì có thể mình lắng nghe nó. Chỉ có lắng nghe thôi chứ không gì ở đây. Đây là cái tư tưởng. Giờ mình lắng nghe đây là bát nhã. Tức là không cải sửa, không phải chấp nhận nó như là nó. Quan sát nó mà không có con người quan sát. Không có con người quan sát là qua tư tưởng. Còn quan sát mà đừng cải sửa, đừng phê phán, không có con người quan sát lặng lẽ nhìn mọi sự vật, y như là mọi sự vật. Đây bắt đầu quá bát nhã. Nhưng ban đầu thì nó khó, chỉ nhìn cái sắc cũng dễ nhất. Tức là ngày mình đi, đứng, ngồi, nằm, ăn, mặc, ngủ, làm. Thì đã quả thấy hết. Bây giờ cái cảm thọ thì sao hơn, nó không phát hiện ở cái tiền trần căn nữa, không có mắt, tai, mũi, lưỡi, thân nữa. Mà nó phát hiện ở dây thần kinh. Thị giác, thính giác, xúc giác, nó cảm giác, nó mượn cái dây thần kinh, thần sắc căn này. Để nó phát hiện cái cảm giác vui buồn, không vui, không buồn. Thì cái này quả thấm cái gì mới nhìn thấy được. Giỏi lắm là nhìn thấy cái cảm giác của người trời dục giới sơ thiền. Nhìn lắm là ba cái đó thôi. Còn cái cảm giác của định sanh hỷ lạc chứ, minh hỷ dục lạc,
Mỹ Thiền, Tam Thiền thì quả thật thứ hai này làm không nổi. Bởi vì nó quá như thế. Lúc bây giờ là thấy đức tình nó rất là dư nhiều, chỉ còn tưởng nhiều. Bởi vì Tam Thiền nó có một tình thôi, có chính tưởng. Cái tình đó nó rất dư diệu thì tất nhiên là toàn thể sắc thanh là dường như mất. Hãy ai ngồi tới Tam Thiền thì biết. Mà lúc cảm xúc nước thanh quan toàn thể sắc thanh lúc gần như không có thân, đồng hồ có anh là lúc mất thân. Ai thực hành thì mới thấy cái này. Ở đó tôi cũng bị cái đó, tôi không biết là cái gì. Tưởng đâu là đắc quả là hắn. Không có đắc đâu. Thế giới của sự tưởng đó. À, thành ra từ định sanh hỷ lạc và nhị thiền thì có thân. Thân an mà tâm hỷ. Trong cái kinh nguyên thủy nó viết rất là nó. Nhưng mà mình phải suy nghĩ như tại sao thân an mà tâm hỷ. Còn cái tâm thiền thì thân lạc mà tâm lạc. Cái kia thân an thì tâm hỷ. Cái này thân lạc mà tâm lạc. Thân với tâm là một. Không, nó tràn ngập hết rồi. Cái thân nó mất. Một cái tứ thiền là xả niệm thanh tịnh. Không còn thân, không còn cảm giác. Có nghĩa là có thân, có cảm giác mà không dính mắc vào đó. Thì nó tương đương với bất lai. Rồi bất lai là thấy rõ nó, lặng lẽ mà thấy. Thì cái cảm giác này không dính mắc vào các này. Cái này do đè nén, đối trị lại nó mà thấy. Thì hai cái thấy rất mình. Nhưng mà đè nén được coi chừng nó buông đấy. Thành ra cái thế của tư tưởng không có bền. Những người niệm Phật mà khi mà được ấn chứng rồi nên chết luôn là phải. Các vị khổ đức dạy các tôi thấy hay. Khi mà qua tới đi sanh hỷ lạc rồi, với ly hỷ dự lạc rồi thì thường không có ấn chứng, tức là Phật Di Đà. Cái đó mình cảm nó mạnh rồi, Phật Di Đà hiện thôi. Thì mình xin chết liền. Nghĩa là Phật giờ trước mình đi liền. Còn ở lâu thời gian là lẫn. Bây giờ mình đi lẫn thì em đi đâu. Còn Bát Nhã là không có. Thành ra tôi thích dẫn Bát Nhã là chỗ đó. Nó không có cái thích đè nén. Đè nén thì nó bật lại. Bây giờ tất cả những chủng tử mình mới vô lượng kiếp rồi. Khi chủng tử A-di-đà vô thì nó đè bẹp, nó tiêu diệt mới chủng tử non nớt. Còn mới chủng tử thâm căn cố đế thì nó nằm ở dưới nó chờ thôi. Thôi là tức là khi mình có những tư tưởng quấy xấu nó có đồng minh rồi thì nó bật trở lại. Thành ra tư tưởng nó nguy hiểm, nó lợi cũng nhất thời thôi mà kéo dài là không được. Thôi bây giờ vậy vô Phật tử là ha, để hồi tôi nói hết giờ thôi, lời nói không cho nói. Bữa nay chắc có nhiều người chuẩn bị rồi đó. Thì bây giờ tới bao nhiêu đó thôi. Bây giờ chúng ta khỏi tốn, bắt đầu đi thẳng vào câu số 7 hoặc là số 8. Nếu ai mà còn muốn làm câu số 7 thì làm. Câu số 7 cũng khó đấy, không phải dễ. À, còn số 8, số 9 thì lại càng rắc rối hơn. À, thôi tới bao nhiêu rồi đó, giờ tới Phật tử. Kính mục sư xin trả lời câu hỏi số 8. Có thể đổi lại nếu ai cảm xúc bất lạc bất khổ thọ mà không quan hỷ, không tán thán thì vô minh trì miên không trì tăng được không? Tại sao? Câu này con chia làm 3 phần. Thứ nhất là xác định câu hỏi. Thứ hai là trả lời. Thứ ba là giải thích tại sao. Con xin đi vào chi tiết. Số 1 là xác định câu hỏi. Qua câu số 7, chúng ta đã biết bất lạc bất khổ thọ có 8 thứ. Sau khi đã lượt qua thì thấy bất lạc bất khổ thọ của câu số 8 này là bất lạc bất khổ thọ của định tứ thiền. Bất lạc bất khổ thọ của định tứ thiền là cảnh giác lạc thọ duy tế. Còn chăn hỉ thuộc về nhị thiền và tán thán thuộc về sơ thiền. Hai cái cảnh giác này thuộc lạc thọ thô tháo, biểu hiện qua hình tướng. Vô minh là mơ mờ không sáng. Vô minh có hai là vô minh chấp ngã và vô minh chấp pháp. Trả lời câu hỏi số 2. Có thể đổi nếu ai cảm xúc với bất lạc bất khổ của tứ thiền mà không quan hỷ không tán thán thì vô minh tự nhiên không tự tăng không được. Hai trả lời chính xác hơn. Nếu ai cảm xúc với bất lạc bất khổ thọ của tứ thiền theo tư tưởng mà không quan hỷ không tán thán thì vô minh khởi dục thì minh tức là tham sân thô tháo do đè nén nên tạm thời không dung tập vào mà thôi.
khi quân minh vẫn còn. Đây là lối tu của ông Quốc Đầu Lâm Phất. Nếu ai cảnh giác với bất lạc bất khổ thọ của tứ thường, nhưng không qua mặt tâm thứ ba thì phải như thật biết sự tập khởi, sự động diệt, sự ngọt, sự nguy hiểm và sự xuất ly ra khỏi các cảnh thọ ấy. Thì vô minh, chấp ngã từ mi, không từ tâm, đây là lối tu của Đức Phật. Phần thứ ba ngõ là giải thích tại sao. Chúng ta biết rằng tứ thường, nếu mà thăng hoa lên thì tứ thâm, mà xa đọa xuống thì nó xuống tâm thì nhị thường, sơ thường, nhị văn, cho đến địa ngục. Và tứ thường nó cũng có thể chân thông qua mặt tâm thứ ba, khi nặng lẽ chứa sơ mà không thu sáng, đó là cánh cảnh. Do đó nếu vô minh có ngã từ muôn không từ chân, thì chỉ có trí vệ đắc ngã chứa sơ, vào đế chất cảnh của mặt tâm thứ ba thì cảnh liền hiện hình. Là tánh cảnh, là một khối như trần hội tụ rõ rệt, cũng không từng sách nghe mà thôi. Không, còn không quan hỷ, không tán thán là trạng thái, tâm thuộc thọ quẩn, đó là biệt nghiệp thuộc độc tánh cảnh. Không cứ vậy bất ngã, chứa tiến thì tan biến. Do đó khi cảnh thức với bất lạc bất cổ thọ của tứ thiền, tưởng hữu, và về có không quan hỷ, trong tháng tháng thì chỉ là dặn chân tại chỗ, tức là không quan tập chỉ tự thanh sân thôi tháo vào, không đủ sức để vô minh từ nhiên không từ tâm được. Vì không quan hỷ trong tháng tháng thuộc thọ quẩn, tức là tứ thiền xa đọa xuống tham thiền, thiền sơ thiền, không đủ trí huệ để đẩy hết vô minh chấp ngã. Chỉ khi nào nhận được Phật tánh, trường hợp này là khi ông từ Đầu Lâm Phất đi đến tư tưởng, nhưng mà lầm tưởng mình đã giải thoát hết vô minh, nhưng thật sự là khi bị đối duyên xuất cảnh mà quá thì sẽ bị xa đọa. Thật sự khi nào nhận được Phật tánh, tức là bất lạc, bất khổ thọ của tứ thường vun thông qua mặt tăng thứ ba, tức là thấy rõ thực tướng của pháp pháp, thì vô minh xuất ngã từ nguyên không thực tâm. Tức là phải như thật biết sự tập khởi, sự động diệt, sự ngọt, sự nguy hiểm và xuất ly ra khỏi các cảnh thọ. Thì vô minh từ muôn mới không thể tăng. Phần trình bày trên thuộc về pháp tinh thiền của đời chân sáu sáu, tức là tự lực tu. Phần của Phật tánh thì mới thấy rõ được thực tướng các pháp, thì bất đạt khổ thọ mới vô minh từ muôn không thể tăng. Nói rộng về pháp môn đại thừa, tức là Đức Phật Kê giới thiệu pháp môn tịnh độ của Đức Phật A Di Đà với điều kiện là tu sâu, nguyện thiên và nguyện thiết. Niệm Phật đến bất lạc bất khổ thọ của tứ thường, tức là đã có nhất niệm không quan hỷ, không tán thán nhân dân, mà phát nguyện về xuất cực lạc thì vô minh tự nhiên không tự tâm. Phật lực của Đức Phật A Di Đà tiếp dẫn. Chánh đại về tư thiền thì nếu ai cảm xúc với bất lạc có cổ thọ của tứ thiền về tư tưởng, tứ thiền tư tưởng là không quan hỷ, không tán thán, thì vô minh khởi dục, thì liên tham sân thôi tháo với quả dục giới á, thì do đè nén nên tạm thời không quan tập vào, nhưng quá tải có thể phản phục vì vô minh vẫn còn. Do đó nếu ai cảm xúc với bất lạc bất khổ thọ của tứ thiền mà không quan hỷ, không tán thán, nhị thiền, sơ thiền, do xa đỏ của tứ thiền thì vô minh tự nhiên không trì tăng, không được, vì không đủ trí tuệ để đẩy hết vô minh. Về tu tịnh, chủng tử niệm Phật A Di Đà của pháp môn tịnh độ là chủng tử vô lậu. Khi niệm Phật được đến bất lạc bất khổ thọ của tứ thiền, không quan hỷ, không tán thán, mà phát nguyện về thiết thực lạc của Phật A Di Đà, thì được Đức Phật A Di Đà tiếp dẫn về thiết thực lạc, thì vô minh tự nhiên không có hoàn cảnh để tự tâm được. Chính là chưa hết. Hello, A Di Đà Phật. Thì con xin trả lời câu số 8. Thì câu số 8 này có nhiều cách trả lời. Trả lời theo ba cảnh cũng được, mà trả lời theo cái vô minh mà tam giới đó. Vô minh của tam giới nó chia ra làm ba, thuộc về chấp ngã, nhưng mà nó chia làm ba lại.
vô minh của cõi dục giới, vô minh của cõi sắc giới và vô minh của vô sắc giới. Thì con trả lời câu theo cái thứ nhất là nói về ba cảnh. Thì nãy giờ sư trình bày, con cũng hiểu là ba cảnh thì có tánh cảnh. Tánh cảnh thì cái cảnh của dòng nước chảy, của mặt trăng thứ ba là cái hội tụ rõ rệt, đó là mặt trăng thứ ba. Cái mặt trăng thứ hai là hội tụ chập chờn, dường như có hình không hình, dường như là có tiếng không tiếng. Còn cái mặt trăng thứ nhất là một cái hào quang sáng rực hơi mờ. Còn mặt trăng thiệt là sáng rỡ uy nguyên, rực rỡ uy nguyên. Thì đó là tánh cảnh. Còn về đối sắc cảnh á, đối sắc cảnh thì nó nương vào tánh cảnh, nó tạo ra cái không gian. Thì cái nhận thức đó và cái thời gian và cái không gian nó bắt đầu nó tương ứng với nhau, thời gian và không gian tương ứng với nhau tùy theo cái nghiệp lực. Nó nương vào tánh cảnh có hình mình sẽ có tướng, bây giờ bắt đầu nó mới có tướng, tức là có không gian. Là cái cảnh không có thương mà cũng không có ghét. Cái nhà là cái nhà vậy thôi, cuốn sách là cuốn sách vậy thôi, người nam là người nam vậy thôi. Còn đối cái cảnh là cái cảnh có tình nhiễm, có tình nhiễm trong đó. Đọc ánh cảnh là cái cảnh thuộc về biệt nghiệp của từng loại chúng sanh. Nó có tình nhiễm, có đẹp, có xấu, có thương, có ghét, tùy theo cái mức độ, như là quan hỷ, tán thán, chú ở nơi trước chẳng hạn. Bây giờ nếu mà trả lời theo ba cảnh á, thì chúng ta trả lời như thế này. Thì chúng ta biết rằng lạc thọ và khổ thọ mà đi đến sự quan hỷ, đối với lạc thọ mà quan hỷ tán thán chú ở ái trước thì tham tùy nhiên tăng. Thì như vậy là chúng ta thấy rằng cái mức độ của tình nhiễm nó càng ngày nó càng đi sâu. Cũng như vậy khổ thọ nó cũng vậy, sầu muộn than van than khóc đập ngực rơi vào bất tỉnh, thì cái đó tình nhiễm nó càng ngày nó càng sâu. Thì ra từ cái tham thiền đi trở xuống thì mới có, chúng ta thấy nó là cái độc ảnh cảnh, là cái cảnh tình nhiễm theo biệt nghiệp của từng loại chúng sanh. Còn tứ thiền nó thuộc về bất lạc bất khổ thọ, nó không khổ mà nó không vui. Từ cái đó là cái cảnh mà gọi là đới cái cảnh mới đạt được cái trạng thái là không khổ không vui. Như vậy cái không khổ không vui này nó thuộc về đới cái cảnh rồi. Do đó thì khi nếu mà từ cái tam thiền trở xuống á, thì đối với lạc thọ thì quan hỷ tán thán, đối với khổ thọ thì sầu muộn than gian. Còn mình nói lại là mình đổi lại, nếu đối với lạc thọ mà không thật biết, sự thật khởi, sự động diệt, sự ngọt, sự nguy hiểm thì không đúng, không đúng. Bởi vì nếu mà cái cảm giác với cái thọ thì mình mới không quan hỷ không tán thán, mới đi đến chỗ mà quan hỷ tán thán. Còn bất khổ bất lạc thì lần nữa là phải như thật biết, cái này thuộc về tham quy chế này, nó thuộc về tham xét. Nên cho nó đổi từ tam thiền trở xuống thì chúng ta có thể đổi được, có thể là đối với lạc thọ quan hỷ tán thán cứ ở ngay trước cũng được. Mà đối với lạc thọ không thật biết, tập khởi sự động diệt gì ngọt sự nguy hiểm cũng được. Còn tứ thiền trở lên là đổi không có được. Lý do là tứ thiền trở lên á, nó không còn quan hỷ không còn tán thán nữa, nó là bất khổ bất lạc nè. Đó là cái thứ nhất. Còn cái thứ hai là trả lời theo cái vô minh của ba cõi. Chúng ta biết rằng nha, vô minh nó thuộc về vô minh của tham dục. Vô minh thứ hai là vô minh của tham sắc, và vô minh thứ ba là tham vô sắc. Vô minh của tham dục là sao?
Vô minh của tham dục là có sự chiếm hữu vật chất bên ngoài, từ cõi địa ngục, bốn đường ác cho đến cõi người và cõi trời dục giới, nó còn nằm trong cái vô minh của tham dục, chiếm hữu vật chất bên ngoài. Còn cái vô minh của tham sắc là chúng ta phải có tu thiền định. Từ cái, chúng ta phải từ cái dục của dục giới mà chúng ta phải sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, đó là cái dục của sắc giới. Còn đạt đến tứ thiền rồi đó, thì nó trừ luôn cái dục của sắc giới nữa. Cái dục của sắc giới đạt được cái tứ thiền, thì nó trở lên là có thuộc về tham sắc tuần tế. Cho nên chúng ta đổi tham sắc này rồi chưa? Chứ không là tham vô sắc. Do đó, đối với lạc thọ mà chúng ta không như thật biết á, thì là nó không đúng mà. Bởi vì cái tham và cái sân nó thuộc nằm trong cái tham dục. Chỉ nào tu tứ thiền nó mới sang là tham sắc rồi đạt cái tứ thiền á, mới gọi là dứt sạch những cái dục bên trong nữa, nó đạt đến cái trạng thái là tham sắc. Như vậy thì tham sắc thì thuộc về vô minh của tham sắc, và tham vô sắc là vô minh của tham sắc, nó cái vô minh nó như thế hơn. Do đó chúng ta đổi không được là như thế, chúng ta đổi không được. Đối với tam thiền đỡ xuống thì chúng ta đổi được quan hỷ tán thán xuống ở trước, nó thuộc về tham dục. Còn về tham sắc là nó là cái vô minh nó vi tế hơn, nó vô minh của tham sắc, tham vô sắc nó vi tế hơn, cho nên đòi hỏi phải như thật biết mới từ được cái vô minh này. Còn cái tham dục á, là vô thiền là có thể đè nén nó được, còn tham sắc và tham vô sắc là phải đòi hỏi có như thật biết mới được. Như thật biết của tư tưởng là chúng ta đè nén thôi, lầm tưởng nó là cái tự ngã của ta, nhưng mà đòi hỏi phải như thật biết là bát nhã đó, thì chúng ta mới trừ được cái vô minh này. Còn bậc sư con xin vắng tắt trình bày như thế. Cái đó thì sư giảng thêm là để về quán tiếp, là kỳ sau trả tiếp. Tôi cũng ăn nằm mà nó không chịu nằm với mình. Mô Phật. Dạ. Trở lại nó thì con thì biết đi mấy cái đó là sáng đó, nhưng mà phải ngừng ngẫm thêm biết cho nó gọn lại. Nó có thể đổi lại nếu ai cảm xúc với bất lạc, bất khổ thọ mà quan hỷ. Không quan hỷ, không tán thán thì vô minh thành niên, không thành căn không. Tại sao? Thì cô thì nói cái lòng nữa là, nhưng mà nó không có sáng tỏ. Làm sao cho đọc vô sáng tỏ đấy? Thì chúng ta biết rằng thế giới của độc ảnh cảnh là thế giới của tự biến, tức là thế giới của đau khổ đó, thế giới không sạch đó, thế giới do mình phịa ra đó. Thành ra khi mình thấy là nó phải biến mất thôi. Tôi đã nói nó không có nền tảng, nó không có ý kiến. Thành ra khi lặng lẽ nhìn nó là nó phải biến mất. Còn thế giới của bất lạc, bất khổ thọ là thế giới nó có cái nền đấy, nó nên vào tánh cảnh là thế giới thật đấy. Đó là trong lần nguyên cái thật, nó thật không phải thật, mà giả không phải giả, nó là mặt trăng thứ hai, nó trông giọng hòa hơn. Thế giới này là thế giới tịnh độ đấy, nó ngoài tam giới, nó chưa có không gian. Cái này thì nó không đứng, nó bị đứng lặng chuyển biến mà. Thành ra cái tứ thiền đó, nó duyên với, nó dung thân với cái thế giới của tánh cảnh. Thành ra mình phải thấy rõ cái sự dung thân của nó, phải thấy rõ sự dung thân của nó và không được cải sửa. Thành ra cái câu số 4 này chúng ta thấy là hai câu nó khác, giữa tam thiền với tứ thiền nó khác nhau một trời một vực. Thành ra giữa bất lai và A-la-hán khác nhau rất xa. Bất lai thì mới vượt được cái thọ, họ cũng không có đụng đến. Thì đây là thế giới của tử hoàn toàn, không có một chút tình nào trong đó hết.
Thành ra Đức Phật thường chấp nhận ở thế giới này như là hiện tại lạc thú. Nhưng mà khi chúng ta thấy được hiện tại lạc thú thì nó biến thành hiện thường lạc thú. Đây là quả thánh thứ ba. Thì nếu nhận cái hiện tại lạc thú thì bắt đầu nó có quá khứ và có vị lai. Thì đó là tứ thiền của sắc giới. Thì cái sự chuyển biến này mình phải thấy nó. Thấy rõ nó. Và thấy rõ sự tập khởi. Tập khởi là gì? Tập khởi hay trong kinh 66 thì nó là ta, là của ta, là chủ ngã của ta. Nó là cái tiểu ngã của đại ngã. Cái ngã nhỏ của vũ trụ mà ở bên Ấn Độ thường lầm. Của Atman, của Brahman. Atman là cái tiểu ngã của Brahman, là cái đại ngã của vũ trụ. Mà theo đạo Phật thì không có tiểu, không có đại. Nói là cái bất tử thì nó là một thứ thôi. Không có cái bất tử nhỏ, bất tử lớn. Không có vấn đề đó, đó một cái sai lầm. Có thứ thiền và thứ không. Thành ra thứ thiền, sắc giới và không vô biên thức, vô biên vô sử, phi phi tưởng. Các ngài thấy đó là cái chuyển ngã của cái đại ngã. Đúng trong cái giai đoạn này. Thành ra cái này lầm cái đó là cái phi phi tưởng là tương đương với Như Lai. Còn nếu không thì nó cũng là cái tiểu ngã của đại ngã Như Lai. Cái lầm đó cái kia giết chết mình. Thành ra phải thấy được cái diễn biến đó. Thấy rõ cái tập khởi đó. Mà ở cõi trời dục giới đó. Ở cõi dục giới đó. Tức là địa ngục ngạ quỷ súc sanh. Và cả người trời đó. Thì chiến hữu bên ngoài. Tức là nhận về cái của ta. Cái tôi là cái trung tâm. Tất cả phải phụng sự cho tôi. Tất cả tiền bạc, tài sản, vợ con, cha mẹ cũng phải lo cho tôi hết. Đây là cái trung tâm vũ trụ. Tất cả là của tôi. Thành ra nhận về cái khổ khổ. Đó là cái khổ mà bị người ta giật lấy còn khổ thêm nữa. Của thuộc năm mà ta chẳng có mà ta nói là của tôi thì người ta giật mất thành khổ. Nhận lầm cũng đó là khổ rồi, còn ở cái sự tranh giấu chiếm hữu là khổ chồng thêm khổ. Thì toàn thể đến đường ác và cõi người trời dục giới nằm trong khổ khổ. Cõi người và trời dục giới khổ khổ bắt đầu nghe đi. Cũng còn chiếm hữu bên ngoài thôi. Cõi người thì bắt đầu có linh lý, có tiết dục. Từ xuống dưới là không có tiết dục dọn xả. Cha mẹ, anh em, vợ chồng gì đều là thành linh hết. Không có ấy tới cõi người bắt đầu có linh lý, có đạo đức. Tới cõi trời thì sợ rồi đó. Cõi trời dục giới là nhưng mà cũng còn hình tướng bắt tay hung hít. Không còn chiếm hữu bên ngoài như rất là cao thượng. Tới cõi trời sắc giới là hoàn toàn không có nam nữ nữa. Chỉ tối ngày chìm ở trong thiền định thôi. Chiếm hữu bên thành đất này sống hàng tỷ tuổi. Thì các ngài thấy họ cũng này chính là tôi, là chân ngã. Chúng ta phải hiểu đó. Thành ra cái họ cũng này chính là Phật, chính là chân ngã. Nhưng mà rồi thời gian ở hàng ngàn triệu năm rồi nhàm chán rồi trở lưu ra rồi phải bị hoại. Hàng ngàn tuổi rồi cũng hoại thôi. Hàng tỷ tuổi rồi hết cái tuổi thọ cũng chết thôi. Thành ra nó nằm trong cái hoại khổ. Thành không hoại khổ. Thành ra chúng ta hồi xưa có cái chuyện mà trời thất lạc năm thiên đó. Thì chúng ta thấy là vậy đó. Nghĩa năm thiên cảnh một thước cần ai. Cái thước cũ duyên thừa có thế thôi. Đá vàng rơi nhạt nước chảy vơi trôi. Cái hạt bay lên vút tận trời. Trời đất ở đây xa cách mạnh. Nửa năm thiên cảnh mà về đây đã năm 70 năm. Chẳng có nửa năm. Sung sướng quá mà tại sao còn trở về trần giác. Chán. Phải nào đầu sung sướng cách mấy hãy thấy tư tưởng là luôn luôn làm chán. Thằng ta suy tưởng mình đâu qua hay là không cho ở một chỗ, 3 tháng phải đổi một lần. Nếu mình sống tư tưởng là ở chỗ nào thì cũng làm chán hết đó. Thay đổi để khỏi làm chán. Còn người bắt nhã ở một triệu năm giờ cũng không làm chán bị thấy cái mới lạ mạnh. Còn mình do thế giới đối chất một chút mũ thế giới cảnh cảnh. Cảnh cảnh thì nó chuyển biến. Mới lạ mạn, không có ấn tướng, nó xuyên suốt. Thế mà bị thế giới trách cảnh, đối trách mũi thành có khuôn khổ.
thì nhàm chán. Nhàm chán thì phải xa đọa. Thì chúng ta thấy sự thức lên ông tiên đâu có làm cái gì, tối ngày ăn uống ngủ nghỉ, có giỡn, có giường thượng hưởng này, có anh đào, có đủ thứ hết trơn, hưởng một cách là toàn diện. Thế mà nhàm chán. Thành ra cái sư giáng tiên vậy dặn, anh mở tất cả cửa nha, nhưng mà cửa về hướng nam anh không được mở. Mà chúng ta có cái tập trình hãy tránh chừng nào chúng ta bị mở, cố gắng thì về chừng ấy. Con người như vậy thôi. Thành ra ông cứ phải lén mở. Mở rồi dòng xuống thấy thế giới của trần gian hồi đó ông thấy. Thì bắt đầu ai lại ra nó nhớ. Cái tư tưởng nó sống về quá khứ. Nó mơ mộng tương lai làm sao mình trở về thăm cha mẹ mình. Bà con mình lâu quá rồi. Ở trên này nửa năm rồi. Mà không mở ở dưới là 50 năm rồi. Phải chưa nửa ngày bằng ở dưới 50 năm. Rồi hãy nhớ vậy rồi sống quá khứ rồi. Nghĩ về tương lai bỏ mất cái hiện tại. Bỏ mất cái hiện tại. Thì phải trở xuống thôi. Thì thế giới của thứ của sơ thiền hữu thiền tam thiền là thế giới đây. Xét là hoại khổ, tức là thời gian không phải hoại thôi, sống hàng triệu hàng tỷ năm rồi, so với thời gian của vũ trụ nó không bằng một hộp cát trong bãi sa mạc. Thành ra cái sơ thiền hữu thiền tam thiền thế giới của hoại khổ, cái thứ thiền của sắc giới và thứ không là thế giới của hành khổ. Nơi đây không có hoại, không có sắc thân lấy cái gì hoại. Nhưng mà có chuyển biến sắc na, sửa qua chân trị. Thế là nó thấp thoáng, thế giới sắc na là thế giới của đại ngã, thế giới của chân trị là thế giới của tiểu ngã. À, cả nhân dùng thần không phân biệt được, trước thiền với mặt trăng thứ ba không phân biệt được. Mặt trăng thứ ba thì chưa có tướng. Còn trước thiền các tướng rất như thế. Nơi đây sương khói mờ nhấn ảnh. Gặp trời dường như có tướng mà dường như là chỉ có hình thôi. Hai cái nó dung thông một cách là như nước với sữa. Thành ra thế giới trước thiền là cái tiểu ngã, thế giới mặt trăng thứ ba là cái đại ngã. Hết. Như hai cái dùng chuyển biến sát na, thành ra nằm trong cái hành khổ. Nằm trong sự chuyển biến. Chúng ta phải thấy cái chỗ đó, mà thấy được cái đó thì mới trả lời câu số 9 được. Trả lời cái tứ thiền được. Phải thấy rõ sự tập khởi. Tập khởi là gì? Của ta, ta và tự ngã của ta. Sự đoạn diệt. Đoạn diệt là tiêu diệt hết từ sơ thiền, từ bốn đường ác. Đè nén nó lên bốn đường thiện, đè nén lên bốn chữ thánh, chưa có đoạn diệt. Cái đó là cái trò chơi của cõi người trời, trò chơi của tư tưởng. Không đoạn diệt phải nhìn nó y như là nó. Chúng ta phải trở lại ngay câu đó nè, Phật tử làm qua hết rồi, câu số 6, số 5. Thấy rõ sự thật khởi, sự đoạn diệt, dị ngọt, sự nguy hiểm và sự sức ly. Dị ngọt là vào thế giới tam thiền rồi nó mê hồn. Thế giới có tam thiền mê nó chưa bằng, bởi vì nó cảm thọ. Cảm thọ thì nó quải. Còn thế giới này không quải, đâu có cảm thọ. Nhưng mà bất lạc, bất khổ thọ còn cha nội của cảm thọ nữa. Nó rất như thế. Nó làm thức giá hình của lạc thọ. Chúng ta phải thấy chỗ đó. Thành ra thế giới của lạc thọ nó mùi mẫn mà nó bị quải. Còn thế giới của bất lạc, bất khổ thọ không bao giờ quải. Bởi vì nó không có sắc thân, không có cảm giác. Nó chỉ là sự chuyển biến của hạnh thôi. Nói như thế giới thiệt là không phân biệt được. Thành ra cái ngọt của nó là nó mê hồn. Nếu không thấy rõ nó là kẹt. Sự nguy hiểm là ở trong đó hoài. Nhàm chán. Thế giới từ từ cháu nào cũng nhàm chán. Nhất là cái tứ thiền tứ không này đúng ra là không nhàm chán. Nhưng mà lọt vào tư tưởng cũng nhàm chán thôi. Nhàm chán thì sao? Nhập định thì xuất định. Cái này phải nhập mới có được. Mà cái sức thì mất. Mình cái sức này mới rớt xuống này. Chứ không bắt đầu làm thất mà ổng ở trong phải trời khi tư tưởng ngoài làm cái gì mà đâu có thấy ổng được. Nó làm chán. Làm chán thì xả ra.
thả ra thì xuống năm thiền, nhị thiền, sơ thiền, mình đụng đánh một cái thì lọt liền, mặt để đâu có kịp. Nên chúng ta thấy nó khó. Cái tư tưởng là khi nào còn trẻ, à, sắc thân còn khỏe, tư tưởng mạnh thì nhập vô. Mà khi già yếu rồi, bởi vì cái tư tưởng nó ảnh hưởng thì sắc thân ảnh hưởng với thọ cảm. Tư thích thì cũng nguy hiểm cho đó. Mình sẽ nhớ là hồi Đức Phật mà đi xuất gia theo ông Bức Đầu Lòng Phất A-la-la rồi đó. Khi Ngài sinh đi đó, ông Bức Đầu Lòng Phất A-la-la thì thầy tư tưởng không cho. Anh nói lời anh giữ cái đồ chứng của tôi hơn 100 người, anh làm giáo chủ. Đức Phật nói tôi không phải đi ra để làm giáo chủ, mà tôi đi làm kiếm cái bất tử, chấm dứt cái đầu thai. Anh nói anh đi đâu kiếm được, không có cái nào cao hơn cả Ấn Độ này, tôi đã biết rồi. Tôi đã đi tìm rồi, không có cái nào cao hơn tôi hết. Đức Phật nói tôi sẽ tìm thấy. Bây giờ không có thầy thì tôi phải tự tìm lấy nơi tôi. Ông đâu có cho đi. Cuối cùng Đức Phật nó nhập vào cái thiền tứ không, dùng cái định lực đó để mà nén ông thầy, để mà thôi thương ông thầy. Ông thầy dạy ổng mà cuối cùng thương ổng. Tại sao? Tại Đức Phật còn trẻ, nếu sức khỏe còn mạnh, cái nhập mạnh, cái định lực nó mạnh hơn ông thầy. Cái đường lối cũng vậy mà, hết người còn trẻ thì nhập, nó sáng tỏ như tôi về, tôi nhập lại tâm thì không được. Sức khỏe không còn. Hồi trước cái tuổi trẻ mình ngồi là mình vô liền. Cái thế tư tưởng tới hiện tượng giới là ảnh hưởng sắc, thọ, tưởng, hành. Càng trẻ chừng nào là càng đi vô nó dễ chừng ấy. Khi già yếu rồi là chết. Cái nguy hiểm đó là cho những người mà khi nhập tam thiền tứ thiền, nhập công tuyệt mà chết rồi là xa bỏ liền. Cái bát nhã không có nhập, chẳng có sức. Chúng ta thấy những cái chỗ đó, thành ra cái vui ngọt, cái sự nguy hiểm của nó là như vậy. Hoặc là ta mê hồn cảnh đó, mình tưởng đây là không có cảm gì, cảm thọ quá siêu. Thì chính cái cảm thọ này mình tưởng đây nó là niết bàn. Và thật sự niết bàn đâu phải là khỏi như vậy. Còn sự nguy hiểm là không khéo mình nhàm chán rồi thì tất nhiên lọt xuống. Cũng được á. Ông Bức Đầu Lòng Phất phải trời phi tưởng lọt xuống thành súc sanh. Con chim phi ly. Chúng ta phải ghê đó. Từ đó mà dám văng một cái xuống là tới xuất sanh. Và khi mà không cho thái tử thôi miên ông thầy luôn. Học ông thầy mà thôi miên, bởi vì thái tử đó có định lực mạnh hơn. Còn trẻ, ông kia là 90 mấy tuổi, thì kinh 100 mấy chục tuổi rồi. Thành ra sao Đức Phật thì chiến thì ông đã tịch. Tịch mà lấy đọa thành con chim phi ly. Thành ra chúng ta thấy cái thế tư tưởng, ta thấy cái sự nguy hiểm của nó. Nó không bền, nó lên tới tột cùng rồi nó xuống không phải tột cùng thôi. Do đó mình mới thấy cái bát nhã là quý. Vị ngọt, sự nguy hiểm và sự xuất ly, làm sao xuất ly. Cái này là cái chết nữa. Cái chữ làm sao là không bao giờ xuất ly được khỏi thế giới tư tưởng được. Thuộc vào cái rõ của tư tưởng nữa. Thành tư tưởng là không đặt chữ làm sao. Làm sao là tìm một pháp môn nữa? Thì nó có vô lượng pháp môn, mà pháp môn nào cũng là dối gạt hết. Bỏ cái trường này qua cái trường khác, bỏ cái xiềng này qua cái xiềng khác. Rồi làm sao thì làm sao tạo thêm cái xiềng mới nữa? Thì chúng ta có vô lượng xiềng, mà xiềng nào cũng nằm trong luân hồi hết, không có cột hết. Thì nó chỉ xuất ly là khó. Nó dữ ngọt, sự nguy hiểm và sự xuất ly. Chúng ta chết rồi đâu, đó tôi cũng vậy mà chính ông Tử Châu cũng vậy. Câu hỏi ông Nam Tiền, Nam Tiền, ông hỏi đạo là gì? Nam Tiền nói đạo là bình thường không, tức là cuộc sống của con, thưởng thức mỗi lúc. Ông nói con không hiểu. Nếu mà bình thường không ăn, mặc, nói, làm, đi, đứng, con xuất gia làm chi? Ông thầy nói xuất gia nhưng mà con ăn mà con không có mặc trong lúc ăn. Con đi mà con không thấy con đi, con không có mặt trong lúc đi. Còn thầy là có con đưa bát tới, thì thầy nhận. Con xin đưa bát, thầy đưa bát cho con. Con xin trà nước, thầy nhận cho con. Đó là niết bàn, đó là bất tử. Nói dạ hiểu, nói vậy thì thôi đi xích cho anh chứ. Con ở nhà không ăn, không mặc, không đi, không đứng thôi. Nhưng mà con đi đứng mà con không có mặt lúc đứng, mà có mặt làm sao? Thầy giảng lại cho nó rõ.
thì định nghĩa của Niết Bàn là chứ bất tử cho con. Nên thầy nói nếu mà định nghĩa có bất tử thì không còn là bất tử nữa. Bất tử không thuộc về thế giới tư tưởng, không thuộc về thế giới khái niệm. Không hiểu là hiểu, không hiểu thì thôi, chứ đừng không có định nghĩa. Không có thích. Ông nói nếu không định nghĩa vậy thì không làm sao hiểu đó là bất tử. Nào, thì ông thầy ông nói nè. Bất tử không thuộc về biết hay là không biết. Không biết là cây đá là địa ngục. Không biết là giọng ngạ quỷ súc sanh A-tu-la người trời con muốn thế nào. Con muốn ngạ quỷ súc sanh A-tu-la người trời hay con muốn địa ngục. Khi giải thích rồi thì một là biết. Biết thì thuộc ngạ quỷ súc sanh ta là không biết thì thuộc địa ngục. Không được con muốn thế nào. Thì ngay có đó ông nổi đi. Thì chúng ta vừa chết nữa. Là bất tử nó khó chỗ đó. Thành ra Đức Phật sau khi đắc rồi này không muốn ra giáo hóa. Giáo hóa thì chúng ta giỏi lắm cũng giống như Triệu Châu thôi. Rồi hỏi giải thích, rồi hỏi khái niệm, rồi hỏi phân tích, rồi hỏi tổng hợp. Nhất là khoa học bây giờ. Khoa học lâm sàng. Lâm sàng tức là phải kiểm chứng thực tế. Phải mổ, phải này, phải kia rồi. Có những cái mà ta không cần mổ, người ta trị cũng như là Đức Quan Âm ấy, vì cái thần thông thì ông nội tôi khoa học không có chấp nhận. Không chấp nhận. Trong cái quyển mà hành trình về phương tâm cũng có kể là câu chuyện đó. Một ông bác sĩ, ông là người Ấn Độ. Mình thế giới ai chữa anh nó qua mở cái nhà thương, ông là người Ấn Độ mà ông đậu bác sĩ. Thì có một chú bé nó chết, bà mẹ bà thương chú bé quá rồi. Thì tất cả bác sĩ họp lại thì thấy không cứu đứa bé được. Nói là chừng tiếng nữa là chú bé này phải chết rồi. Nó không thể cứu được. Mười mấy bác sĩ gom lại để mình quyết định thì thằng bé phải chết rồi. Cuối cùng bác sĩ đi ra hết. Còn có một ông bác sĩ ở lại đó là ông bác sĩ Ấn Độ đấy. Mẹ ôm đứa con khóc một cách là tha thiết. Giái đứa con âm làm sao cứu đứa con sống lại được. Bà khóc lăn lộn mà một cách tha thiết phản thiết. Ông bác sĩ Ấn Độ này không nỡ đi ngồi đó nhìn coi sao. Thì Đức Quan Âm hiểu. Ngài dùng chuyện mình là rước bé đi sống lại. Cả cái nhà thương nó là một cái mũi sống lên. Người ta không biết tại sao người ta cho là ông bác sĩ này đã cứu được đứa bé. Tất cả hộp lệ cần hỏi bác sĩ cách cứu. Tôi đã họp hết trơn, tôi là mười mấy hai chục bác sĩ đủ ngành hết. Ngành mổ xẻ, ngành tim, ngành phổi, ngành bao tử thì khó hết mà không cứu được các bé mà ngài làm sao cứu được. Bác sĩ biết trình bày thì người ta không hiểu, nói tôi không phải cứu mà Đức Quan Âm đã hiện cứu. Ngài nói dốc, Quan Âm nào mà hiện cứu. Tụi tôi đi hết con mình ngài ở lại đây mà ngài giấu như vậy ngài phải ra khỏi nhà thương. Ông biết là không. Không có làm gì sao mà sinh ra được. Chính là không thấy Đức Quan Âm mà. Người mẹ của đứa bé không thấy được. Mà tất cả bác sĩ không tin vấn đề mà vô lý đó. Đứa bé đã chết rồi mà có thể sống lại là khá một vấn đề. Mà chúng ta thấy là thế giới tận độ. Thế giới mà chuyển biến sát na là dùng thế giới chuyển biến sát trì mà giải thích thì thôi đọc. Chịu thôi. Tận độ mà bị thiền tông bên ấy mà khoa học thì lật một cái là ngào liền thôi. Không giải thích được. Thế giới gì mà có hình tướng mà lại xuyên suốt. Đó là thế nói đã giúp. Gì mà có ta có sắc thân mà lại không có thoát khổ. Có hình tướng, có ăn, có uống, rồi có dùng, có đó đi cúng dường tất cả chư Phật sở về thịt và ăn mà lại không có cầu tiêu. Nếu có thì làm sao cực lạc, thôi vô giấy một chút. Làm sao hiểu được. Chúng ta thấy nó khó. Thành ra bủa lòng bác ái khắp trời, nói ra những pháp mà trên đời khó tin, không có tin được. Thì chúng ta học cái này chúng ta thấy, nếu mà thế giới bất lạc bất tử tọa này chúng ta kẹt với nó đây, thì chúng ta phải giải thích cho đành. Bởi vì nó đòi hỏi là phải thấy sự phát khởi, sự đoạn diệt, dư ngọt, sự nhiễm và sự xuất đi ra khỏi cái cảnh thọ này. Thì vô minh từ niên mới không trị tâm. Thành ra chúng ta mới dùng cái bất lạc bất khổ thọ. Còn bất lạc bất khổ không bất thánh là bất lạc bất khổ không có thọ. Hai cái nó khác nhau. Đã thọ rồi làm sao là không có cảm giác được. Thành ra cái bất lạc bất khổ thọ của tam thiền xuống thấy nó là nó biến mất ngay.
thì con có thấy sự tập khởi, sự đoạn diệt diễn ngọt chứ? Không có mình thấy, nó đâu có các thành cái thế giới lập thọ mà có những cái diễn chứ. Nó không có diễn được. Mình thấy cái lạc thọ của tam thiền mà nó biến mất. Mình thấy cái khổ thọ tam thiền nó biến mất. Còn tứ thiền phải đè nén nó, nó nằm ở dưới, nó vẫn còn. Nhưng mà nhờ có bất khổ thọ đè lên trên. Mà bắt lạc bất khổ thọ thì nó lại dung thông với cái thật, dung thông với tánh cảnh. Như sửa với nước bây giờ phải dung bất lạc bất khổ thọ của tứ để thấy bất lạc bất khổ thọ của mặt trăng thứ ba. Mặt trăng thứ ba thì có mãi, vĩnh viễn còn hoài, không bao giờ mất. Nó là thế giới sát na mà. Nó là hành mà chuyển. Nó thay đổi nhưng mà nó liên tục. Còn thế giới của tứ thiền thay đổi mà gián đoạn. Chúng ta phải nắm cái chỗ này. Thế giới của tứ thiền. Mà tứ thiền giới mặt trăng thứ ba là không phân biệt được. Còn thế giới của tam thiền là thay đổi mà gián đoạn mà lại không có cái nền tảng của tánh cảnh mà lấy cái đối chất làm cái nền tảng. Thì khi chiếu kiến nó là phải nó có nền, cái này chiếu kiến rồi thì nó hiện nguyên hình là thế giới của tánh cảnh. Hiểu chưa? Bây giờ tôi giảng vậy thôi. Bây giờ mình quay lại mình làm. Chứ giờ nếu tôi giảng sao nữa bây giờ? Thì về mình phải nghiền ngẫm tới, nghiền ngẫm lui. Xuyên một chút làm biến quá không được. Tôi thấy sư Phật tử đây là thương mắt đạ không à. Giờ này mà vô đây ngồi mà được học vậy là tôi thấy là cái phước báo rất nhiều. Giờ này là chạy ăn từng bữa thoát mồ hôi đấy. Mình rảnh rồi mình cố gắng. Qua cái này rồi nếu mình áp dụng qua bên thịnh bộ thì mình qua thương hợp lấy. Mình không có lẩm cẩm. Vì già mình không có lẫn. Nếu ấy thì mình giảng sanh, còn không thì mình cứ lên trung phẩm cũng được. Tịnh độ nó không chạy cái pháp môn nào hết trơn á. Bây giờ mình đi nhất niệm cũng được. Muốn giảng sanh thì thêm cái pháp nguyện. Rồi đi vô niệm cũng được. Nhập lưu nhất lai mất lai mà thêm cái pháp nguyện thì qua trung phẩm. Tịnh độ nó hay là nó không chướng ngại cái gì hết. Cái hay là con trong thời gian nào cũng có thể niệm Phật. Còn nếu mình không niệm Phật, mình theo hơi thở hoặc mình theo thứ niệm xứ thì cũng vẫn được, nhưng mà phải thêm các pháp niệm. Còn không có là không vượt giải Phật được. Còn niệm Phật thì trong đó đã có pháp niệm rồi, thì pháp niệm thêm nữa thì nó vững vàng hơn. Cái nắm vững cái đó thì tôi muốn cái điều này hiểu rõ rồi tôi sẽ qua sản phẩm của thế giới tịnh độ. Thì về đó là bảo đảm rồi đó, mình khỏe rồi đó. Không còn những cái là phản phục nữa, không có lẩm cẩm nữa, và dính dính phải giảng sanh thôi. Dầu có hoàn cảnh gì trở lại, dầu có cái nghiệp nghiệp chiều, vẫn giảng sanh thôi. Cái sản phẩm này nó không có vấn đề đó nữa. Còn cái hạ phẩm thì nghiệp chiều coi chừng đó, coi chừng nó lật mình xuống bốn đường ạ. Nhưng mà có cái tư lương, có cái xuống giống niệm Phật rồi, nếu mình hiểu, vẫn giảng sanh thôi. Thì cũng nhờ có pháp niệm. Phát hiện A-di-đà, nếu mà trong chủng tử mình đi tới dọn thức A rồi khỏi cần ba hội niệm, mình khơi nó dậy thôi. Bởi vì cái vấn đề mà linh hồi sinh tử là xuống cái cõi là do một cái niệm cuối cùng. Hít vô không thở ra mà nổi sanh rồi một cái là xuống bốn đường ác xuất sanh. Mà thay vì niệm Phật cứ liên tục rồi. Theo mình từ tư tưởng mình tống nó vô lại ra lại càng ra, mình tống nó vô thì đâu có gì xen vô được. Nhưng mà quá tải vẫn xen vô. Nếu họ đánh người ta chửi mình đau quá thì đúng ra thì các người định lực như vậy thì chửi đánh hay mắng này kia thì nó thường thôi, nhưng mà khi đánh quá đau rồi cái thứ thú trị nó tới cùng cực của nó thôi thì nó quá tải, nó lật xuống liền, còn mình xuống xuất sanh. Nhưng mà nếu chúng ta đành giáo pháp thì tuy là con chó nhưng mà linh hồn có chó. Linh hồn của người niệm Phật tới giai đoạn thứ ba thì chủng tử niệm Phật cũng còn đầy nhất linh hồn của tôi. Thì con chó này chỉ cần chuyển cái một niệm thôi. Bởi vì tất cả cảnh giới này là do một niệm mà phát sanh. Chuyển một niệm là chuyển nghiệp liền. Chẳng hạn như mình thấy là nước, mình chuyển cái nhận thức mình qua các nhà khoa học thì nước thành H2O. Mình chuyển cái nhận thức mình qua điện tử nữa thì nước thành H2O, biến thành điện tử. Chuyển cái nhận thức mình qua cái trời thì nước thành lưu lý. Tất cả pháp giới đều theo trên đầu một cái tâm niệm.
Bây giờ thánh niệm mình đây nhất chủng tử niệm Phật rồi, giai đoạn thứ ba rồi, mặc dầu thành con chó, nhưng con chó này là chủng tử niệm Phật giai đoạn thứ ba. Bây giờ ai với đạo Phật cứu con? Thì con có một nỗi bức xúc quá, cho nên hóa cả cái chuyện nổi con xuống xuất danh, nhưng mà con là người giai đoạn thứ ba. Thì khơi dậy Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, cảm đã A Di Đà Phật hiện thôi. Hiện cái nhà đưa con sơn mình tiếp dẫn rồi con chó chết liền lập tức. Thế là dẫn dẫn thân. Còn nếu con học giáo pháp con đi nghe thì mình ở thân chó, tư tưởng chó, chó có thể sống 10 năm hoặc là 20 năm. Thì mình sống như thân chó, tư tưởng chó, hoàn cảnh chó. Thì chủng tử chó thì vào nó tiêu diệt chủng tử niệm Phật lại. Thế là chủng tử niệm Phật lần lần tiên bên sen bên cực lạc héo dậy luôn. Là tại mình không chịu nghe giáo pháp, tại mình ngu. Mình có tiền mà mình không biết xài. Còn nếu mình niệm Phật giai đoạn thứ nhất, thứ nhì vẫn có chủng tử mà yếu quá thì khơi đâu có hiện, không hiện được. Yếu quá. Niệm Phật đến từ 1 tới 10 niệm Phật đến bây giờ mình chết lỡ đằng con chó mình nổi xanh rồi. Thì bây giờ còn bản sáng mình chứ. Còn pháp hội mình chứ. Nhớ thì mình nhờ báo mộng cho hai, một lần không được, hai lần, ba lần thì bản sáng mình lấy trái tăng nhờ các sư thuyết pháp. Phật tử niệm Phật nhờ cái bích công đẩy mạnh lên. Thì do đó cái chủng tử mình có ít, nhưng cái đó nó sẽ có nhiều, nó sẽ lên cao. Thì A Di Đà cũng có hiện thôi. Nhưng mà hết quá là hạ phẩm hạ sanh, giảng sanh là được rồi. Còn cái kia tự lực hình hạ phẩm thượng sanh. Thế nên mình khôn thành ra cái ban hộ niệm rất là hay. Cái phước chúng như hại, hình hạ phẩm hạ sanh nhờ ban hộ niệm có thể đẩy tới thượng sanh. Và cái ông ở Vĩnh Châu rồi tôi cũng tính vậy là tôi hơi vui đó. Chứ còn thật sự tôi không biết. Nhưng mà nhờ di tích tôi biết. Sở dĩ ông sinh phẩm là nhờ cái Phật tử ở Vĩnh Châu, nhờ sự khai thị của tôi. Vũ Châu người ta tới 70 mấy người mà ta thật là thật tình. Không phải tử mệnh đây coi gì chứ còn lanh hơn người ta. Người ta tin với người ta rất thật. Nghĩa là thờ hơn mình. Nhưng mà thật hơn. Và cái pháp liên niệm Phật càng thật thà chừng nào càng dẫn dễ dẫn sinh chừng đấy. Thế bà già cầu là dẫn sinh dễ dàng. Không biết thì không biết gì hết thù tịch. Dễ dẫn sinh. Biết phải biết tới nơi tới chốn. Cái thành tựu nó dễ mà nó khó. Và biết nửa trình như mình lại là nguy hiểm đấy. Cũng như có một cái nhân. Còn cái kia không biết gì hết. Ta mù tịch thì ta nhắm mắt ta đi. Rồi hạ phẩm hạ xuống. Rồi dễ dàng giảm sanh thôi. Thành ra những người Phật tử người ta niệm Phật. Thấy rằng không bằng cái niệm Phật tôi dẫn xuống. Nhưng mà tôi dẫn xuống những rất đều. Những rất nhiều. Nhưng mà cái thành thật đó chắc là không bằng ở dưới. Tôi nói chuyện là tôi thấy họ nói chuyện tôi rất mến. Tôi đúng là cảm mến họ. Họ nói, cái giọng nói với cái cách trình bày họ mình thấy, tôi lặng lẽ tôi nghe lắng nghe tôi thấy là họ rất thật. Cái thật nó hiện ra ngoài cái hình tướng lời nói. Đúng như họ chỉ là gượng đẩy thôi, ít cái buôn bán gượng đẩy thôi. Mà đa số là người tàu. Hình đó, ông đó mà giảng sanh mà trung cẩm là tôi nghĩ là nhờ Phật tử đó chứ ổng không thể qua trung cẩm được. Nhưng mà nhờ trong cái thành tâm của bảy mấy người đó mà niệm duyên thực luôn á. Chứ không phải như mình học thường vậy đâu. Niệm rồi tôi đi về là có gì hết. Thế bữa sau tôi lợi thế trống vắng không có một người niệm nữa. Chỉ có mở cái máy thôi. Còn kia họ niệm liên tục. Tôi chết là niệm liên 8 tiếng đồng hồ. Thì tôi dặn đó là 6 người 3 thì ổng họ đã làm ý chăng như vậy. Tôi nói về heo rồi họ có điện thoại cầm tay. Sư cô thẳng chứ. Rồi về ngủ hoặc có người ngủ trong tỉnh sáng. Tôi sống ở ngoài chúng tôi sống rất dễ dàng. Họ sống rất dễ dàng. Rồi họ đến họ niệm 3 người đó là 6 người liên tục hoài. Hết cái này tới người khác. Họ không bao giờ một hết bì với gì. Cái đó họ làm thôi. Cái chân thật đó là cái độc đáo của pháp môn tịnh độ. Thì thôi tự hiểu ha. Thì bây giờ tôi muốn là nếu đi cái này đi trước cùng nha. Chứ nửa thì là không phải tranh là không phải lỗi ra tôi à. Nếu tịnh độ là phải hiểu trước cùng. Nếu thật qua sinh phẩm thì tôi rất mực. Là không bao giờ có vấn đề mà bị phản phục nữa. Không có vấn đề. Vấn đề tư tưởng là phản phục đó. Nhưng mà cái đó mai đuổi. Nếu thượng duyên đó thì nói. Còn nghịch duyên thì nó bị đè nén quá thì nó phản phục thôi. Thành ra đa số nhiều người lẫn. Như mà kia cũng có bà Trường vậy. Cũng lẫn á. Nhưng Phật mà tới vô bác sĩ rồi cái miệng quả nếp nếp hoài.
bán niệm bằng cái miệng mới chết nha. Nhưng mà miệng là gì mấy ông bà biết không? Cái miệng niệm là cái tâm nghĩ cái con cháu tiền bạc. Bà sợ người ta ăn gian tiền của bà. Bà giàu, con thấy cho, nhưng mà bà hồi nhỏ rất rất thật. Những người thật với người ta thiết tiền. Cũng như bà Quỳnh nghĩ vậy, bà giàu suốt cùng. Nhưng mà bà lợi sợ muốn nhận con mắt, bà tính toán hoài. Là gì mà tôi đi tham quan cũng vậy đó. Gia đình rất giàu, mà bà lại tính toán hoài. Tập khí đó, nhìn kiếp những người hồi nhỏ người ta cạch khổ từng nào thì người ta lại quý giá cái tiền bạc như ấy. Thiết, thiết tiền. Mà nếu họ hiểu rõ thì họ có thể bỏ được thì trước rồi cũng họ chết thôi. Nhưng mà những người đó khó hiểu. Mà những người này bây giờ nếu mà không bỏ được mà pháp môn niệm Phật nó đè xuống mà nó bực lên một cái là họ lẫn liền, họ lẫm cẩm liền. Thì cái này tôi thấy là cái trang hội niệm ấy thì hay đó. Là phải niệm cho người đó liên tục. Tức là hai mấy ngày thì người này mới hết lẫn được. Ở đây chắc phải tự lẫn nổi. Tôi coi nó cái băng mà mấy người mà giúp cho những người lẫn này thì tôi thấy qua wow, như cái băng qua sen, hương sen gì, qua sen gì đó. Rồi niệm cho người chết mà dám làm hai mươi mấy ngày liên tiếp. Ngoài 70 mấy cả trăm người. Làm ngày ngày qua ngày khác hai mấy ngày. Nếu không dẫn sanh sao được. Mười người thì hết, mười người dẫn sanh. Làm gì thì phán sanh thôi. Pháp môn tình cũng hay chỗ đó. Nhưng mà đòi hỏi ở cái liên tục điều hòa. Tôi thấy pháp môn tình độ giờ rất là thù thắng. Phật tử ở đây không biết có làm nổi không ha. Thì tùy. Thì thôi hết giờ rồi, còn 20 phút nữa thôi tới đây ngừng. Bây giờ có Phật tử nào thắc mắc cái gì không? Thì về làm heo thì tới phải trả cho nhiều quá. Chứ mà tôi nói hoài là không được á. Hả? Đó là hả? Bạch sư học thì phải hỏi, phải có hỏi mới giải tỏa hết những cái thắc mắc. Cái thế giới của động ảnh cảnh nó là từ tam thiền trở xuống là cái thế giới của thần nhiễm. Từ cái dục của dục giới mà đến cái dục của sắc giới đó, khi chúng ta tu tới chánh thiền thì chấm dứt mọi cái tình nhiễm đó, thì cũng là tu bằng tư tưởng. Chúng ta tu chánh thiền là chúng ta dùng cái định lực của thiền tưởng đạt đến trạng thái tứ thiền là xả niệm thanh tịnh địa, thì cái đập ảnh cảnh của tam thiền đã xuống, nó cũng biến mất. Theo con này nó cũng biến mất. Còn cái thứ hai, khi mà cái đập ảnh cảnh nó biến mất thì cái đấy cái cảnh nó hiện nguyên hình. Đó là tu theo tư tưởng. Còn mình dùng cái định lực của mắt nhã, tức là dùng Phật tánh mình chiếu kiến nó. Thì khi chiếu vào động ảnh cảnh thì động ảnh cảnh nó cũng tan biến. Nhưng mà khi chiếu vào đến cái cảnh, đến cái cảnh nó có tan biến không hay là nó hiện nguyên hình? Và nếu nó hiện nguyên hình thì cái đó cũng như là một vị A-la-hán còn sống với cái cộng nghiệp của là người. Khi chuyển cái pháp giới đó thì nó mới tan biến hay là không có chuyển thì nó hiện nguyên hình. Thì con thấy thì cái này thì nhà sư giảng thêm cách bởi vì giữa hiện hiện nguyên hình và cái tan biến này nó thì xem nhà sư giảng rõ thêm. Dạ. Đất hưởng đất nhanh phải có nắm được không? Bạn nói thế giới của thanh tịnh và bát nhã ở đây toàn là sinh pháp sáu là chúng ta không được ở chỗ đó. Sư giảng nhiều lần rồi. Tôi thấy hình ảnh chưa? Câu hỏi này đúng ra là tôi đã trả lời rồi. Trả lời rồi, có nhiều cách lắm. Câu hỏi là thế giới của độc ảnh cảnh là thế giới của tình nguyện. Thế giới của đế chất cảnh là thế giới của tư tưởng. Tư tưởng tức là sự phân biệt đấy.
Nếu mình chưa có thương ghét, mình bắt đầu có thương ghét thế giới, có phân biệt thì Phật Thánh cũng phân biệt như thường thôi. Không biết con, không biết cái nhà, cũng biết đây là con chó, con trâu, con heo thì vẫn biết như thường. Nếu mà đi vào trong cái hình cảnh nghiệp của chúng sanh, Đức Phật không phải vậy không? Còn muốn con mình vậy thì phải qua cái cảnh nghiệp khác. Chẳng hạn như cái này ngập định mà có cái cảnh nghiệp con mới thì cái suất này là món ăn của cái nhà. Con mới thì cũng là món ăn của nó. Cái đó cũng là giống nhau thôi, nhưng mà con mới nó thích mà các ngài thì cảnh ve trên vấn đề đó thôi. Đối chất cảnh là cảnh cảnh là hoàn toàn có bậc thánh linh không có, đó là thụ nguyện thôi. Còn cái vô lái thì chắc không phải gì chân không là không có. Thành đó hỏi như vậy là khi mà đã có tứ thiền thì mà chiếu ý cái thứ như là cảnh cảnh tức là tham thiền có thành nguyện đó thì nó biến mất mà vĩnh viễn không có nữa. Tôi tưởng nghe cái câu nó hỏi không chứ tôi không phải giảng dị gì, nhưng mà là cái lập lại câu với ổng đó thì như vậy đó thì nó biến mất và nó không khởi nữa. Còn thế giới của tứ thiền, thế giới của đối chất thì tôi thấy đó, theo cái tư tưởng đó thì nó hiện như hình. Đó là nói về thế giới tư tưởng đồ ngoa bát nhã. Thì ông nói khi mà một vị thánh nhân nó chiếu kiến vào cái độc cảnh tức là cái tình nguyện thì nó cũng biến mất. Còn khi chiếu kiến vào thế giới đối chất thì nó hiện như hình. Như vậy thì hai cái này làm sao không được? Phải vậy không? Cái này này tôi có giảng chưa? Vậy thì câu hỏi này tôi gửi về Phật tử, mỗi người thì tới phải trả lời. Cái này là cái quan trọng đấy, cái quyết định cho vấn đề ngũ âm ma của chúng ta đấy. Bởi vì thế giới đọc ảnh cảnh mà nếu nói về tư tưởng đó khi mình chiếu kiến thì nó biến mất và nó không còn nữa. Đó là theo thủ tướng nói. Còn thế giới của bát nhã đó khi chiếu kiến thì nó biến mất. Như vậy thì hai cái này khác nhau làm sao? Còn qua cái thế giới của tứ thiền là không còn sắc thân, không còn cảm giác nữa, không còn tình nguyện nữa. Khi chiếu kiến thì nó hiện nguyên hình. Còn bát nhã khi chiếu kiến nó không hiện nguyên hình. Hai cái này khác nhau làm sao? Phải vậy không? Bây giờ Phật tử trả lời, mỗi người phải trả lời nha. Còn không là tôi cạo tóc hết á. Hôm trước là tôi cũng giảng rồi. Giờ mình chỉ là nghe lại rồi mình so sánh cái tự bắt tôi như giải từ ly từ tí là làm sao? Phải có sự phân biệt chứ, phải có sự nhìn lắm chứ. Cái gì cũng tôi làm hết đâu có được. Tôi có giảng mà tôi không có giảng kỹ. Nhưng mà lấy cái đó mà nhìn lắm, mình thấy trong đó thôi. Cái đó là bổn phận Phật tử chứ còn để cho tôi. Nếu mà tôi nhìn đắm nữa thì chắc tôi giảng được rồi đó, nhưng mà chết người Phật tử mình phải động não một chút, phải có chất xám một chút, mình phải suy nghĩ một chút thôi. Cái này tôi có giảng hết rồi. Bởi vì cái này là cái thứ quan trọng nhất của bài kinh 66. Giữa tư tưởng và bất ngã mình phải nhận thấy rõ ràng trong đó. Bằng khi mình lọt vào trong đó mình biết mình lọt. Biết lọt thì chỉ cần bao nhiêu đó thôi. Hỏi có ra, cái bất ngã này là mình biết mình lọt thế thôi. Và biết đây là tư tưởng. Cứ nhận nó vậy thôi. Thì cái nhận biết này là bát nhã. Bát nhã nó ngộ vậy đó. Chỉ cần nhận biết cái hốc búa. Cái ngách. Cái trò gian xảo của tư tưởng. Nhận nó vậy thôi. Mà đây không có người nhận. Mà không có đối tượng để nhận. Chỉ là sự lặng lẽ quan sát. Mà không có người quan sát. Thì cái này mình phải hiểu. Thì thôi. Tôi gửi về Phật tử ha, không phải câu nào tôi cũng trả lời hết. Mà đã có trả lời trong đó rồi. Thì Phật tử chỉ cần gom lại, đích thức lại rồi bắt đầu trả lời câu này. Thì khỏi rất hay là. Câu này là nếu mà ai qua số 89 mà không rành câu này là không đi vào câu số 89 được. Thế à, nó khác đấy. Còn để về Phật tử làm, ha. Thì cái đó còn phần lễ nữa là 7 bữa. Còn nếu 7 muốn được thì 2-7. Cái người tôi chờ, cái buổi tôi giảng mà tôi không giảng đâu, tôi không giảng nữa đâu. Thì tôi đã giảng hết rồi. Thì Phật tử cứ trở về lặng lẽ có lợi thôi. Thì bây giờ cũng còn có 10 phút nữa à, chúng ta chấm dứt.
phát cái này, coi tôi cái này là bổ túc nữa. Còn thử cái miếng này đến là nói về tâm kim cang không? Chứ không có gì hết trơn á. Tâm thì tâm, tâm và tứ tướng. Chúng ta nên nhớ. Quá khứ tâm bất khả đắc, hiện tại tâm bất khả đắc, vị lai tâm bất khả đắc. Trong này không nói vậy á. Ông mà không có rành bằng đạo Phật nha, nói vậy chứ còn ông ngắm cái gốc. Nhưng mà ông giải thích nó rất là dễ hiểu. Nhưng mà đi sâu mà cho ấy là thì không còn chim kim cang đâu. Nhưng mà kim cang quá cô động. Cái tứ tướng thì ông không có nói tới, nó lần mờ thôi. Cái tứ tướng là nhân tướng, ngã tướng, chúng sanh tướng, thọ giả tướng, thì cái này không có mà lần mờ chứ không phân được. Thì ra chim kim cang có hai câu thôi. An trụ thì tâm và hành phục thì tâm. Thì tam tâm đó là an trụ tâm, mà hành phục tâm là tứ tướng. À, tự phải nhớ chỗ đó. Thôi chung chung, ai hiểu thì nó nằm ở trong này. Ông này cũng giảng rất dễ, nhưng mà không có cái gì sâu độc đáo như phương trang. Thì thôi giờ kia ai mà có đăng ký thì lấy. Ai đăng ký mà giữ lấy nữa để chính giữ thì sẽ là tôi có cho. À, còn nếu không lấy hết thì tùy. Nhưng mà nó nhớ cho là phải chịu trách nhiệm nha. Tôi nói chứ à, cái này nó khó coi à, chứ không phải dễ à. Người có trình độ có đến đây nghe thì coi hiểu. Còn những người không ấy là chờ chịu thôi. Thì giờ ai có đăng ký người muốn lấy. Còn ở đây thì nếu có một số dư thì tôi xin gửi cho Úc ai vậy. Chắc phải nhờ thằng Tiến á. Thằng Tiến giữ lấy. Rồi khi nào có ổng, có nhân viên gửi cho ổng thì gửi. Còn cô Khánh Hồng thì chắc phải nhờ cô Nữ An. Nữ An trả bài cho cổ, thì gửi cho cô Nữ An giữ. Khi nào cô Nữ An gửi cho cổ. Còn ổn tôi nhớ còn ai nữa nè. Người có trình độ đó. Tức là còn mấy cô ngoài như cô Hạnh Phúc đó. Ông Dân Hạnh với cô Phúc đó. Không biết ai là có liên can. Thì tôi đã giữ nguyện, được khi nào có nhân viên đưa, chứ để đây rồi tôi không biết tôi cho hết á. Dạ. À, Dân Hạnh, cô Phúc. À, cô Minh thì giao cho cô Trung. Trung thì liên lạc tặng cô Minh. Ở dạo, cô Trung. Thì lấy nguyện này, cô Trung giữ cho cô Minh nè. Cô Minh là cổ thằng coi, cổ thích như này lắm. Xong rồi nghe mới nhớ là mình nghe mới đưa à, chứ tôi không nhớ. Còn Úc ai thì chuyện chú, chú đâu đang có đi không? Chuyện chú giữ dùm. Còn ai muốn ăn nhắc á, tôi không nhớ. Mấy người đó có trình độ đấy. Họ rất thích bắt nhã, thì cái này nó giảng rất là cản. Rất là dễ hiểu, thực tế, bởi vì giảng thật là học mà. Khoa học thì nó giải thích thật giáo độc đó. Nhưng mà không có chiều sâu lắm á. Ở Nam Biên nó rẻ 6 mấy ngàn mà còn có 40 mấy là rẻ tới gần 20 ngàn á. Nghĩ là 62 ngàn mà chỗ này có. Hả? Cô này chắc có rồi phải không? Thằng ai nữa không? Nhớ coi trong chuyện Nam nào á, ở ngoài quốc á. Thôi vậy là xong nha. Vậy là... Không có gì chúng ta nghỉ, nay nghỉ sớm tới 5 phút, 7 phút.